Tập 3. Trò giải trí sau bữa ăn của mọi người trong tứ hợp viện là chơi cờ phi hành. Một trò chơi dựa vào may mắn là nhiều hơn dựa vào chiến lược. Sơ điều không xa lạ gì với trò cờ phi hành này, trước đó hồi học cấp 2 cô đã từng chơi với chị em họ của mình rất nhiều. Bây giờ vẫn ấn tượng rất sâu với trò chơi may rủi này, thậm chí là luôn giữ khoảng cách. Hồi nhỏ cô không tin tà, cứ chơi là bại mà càng thua thì càng chơi. Sau này cuối cùng cô cũng tỉnh ngộ, hiểu được cái gì gọi là mệnh lý vô thường không nên cưỡng cầu, từ đó đã bỏ được nghiện cờ, thề là sẽ không bao giờ đụng đến nó nữa. Vì vậy, khi mọi người muốn nhường cho cô một chỗ để chơi cô đã kiên quyết lắc đầu từ chối. Chu Mạc tưởng rằng cô là người mới nên còn ngại ngùng, mấy lần ngoi lên nhường chỗ cho cô chơi một ván đều bị từ chối, thậm chí cô còn trốn ở sau lưng Lạc Giả. Thì mới ý thức được là cô thực sự không muốn chơi. Trò chơi này mỗi lần có thể chơi 4 người, luật chơi là ném xúc xắc để xem số đi cờ, ai đưa được 4 con cờ về đích cuối cùng sẽ thắng. Sơ điều không chơi, nhưng cô thích ở một bên xem trò vui. Dù sao cũng không có việc gì khác làm, trước đây trên đường đi mỗi giây mỗi phút đều kéo căng tinh thần, căn bản không có thời gian tiêu khiển, bây giờ đã đến căn cứ, an toàn vô lo, nên rảnh rỗi đến hoang mang. Sơ điều theo dõi trận đấu được một lúc, phát hiện những người khác đều có ít nhất một quân cờ đã chạy đi được nửa vòng tròn rồi, chỉ có 4 quân cờ. Của Trọng Văn Kiệt là vẫn vững vàng nằm yên ở điểm xuất phát, điều này nghĩa là từ lúc trò chơi bắt đầu anh ấy còn chưa ném được 6 điểm. Chẳng có chút trải nghiệm chơi game gì. Ấn tượng đầu tiên của cô về Trọng Văn Kiệt là một thanh niên điềm đạm cơ trí, hoàn toàn khác với ba người Vi Hào, Hầu Tuấn cùng Chu Mạc suốt ngày nhảy nhót gào to. Anh ấy luôn giữ bình tĩnh, với một cặp kính trên sống mũi trông rất đáng tin cậy. Lúc đầu, Sơ Điều còn có hơi đồng cảm với kinh nghiệm chơi game kém cỏi của anh ấy, nhưng từ đầu đến cuối thấy anh ấy vẫn luôn là vẻ điềm tĩnh, một bộ dáng hết thảy mọi chuyện đều trong tầm khống chế, khiến cô bỗng thay đổi suy nghĩ. Nói không chừng người ta cố ý làm vậy, để đối phương thả lỏng cảnh giác trước. Sau đó mới một cú hạ gục kẻ thù, anh ấy đã có chiến lược hoàn hảo cho trò chơi rồi thì sao? Chỉ là đến sau này Sơ Điều mới nhận ra, ngay từ đầu đã không có chiến lược nào trong trò chơi may rủi này, đơn giản chỉ là tay đen mà thôi. Sơ Điều không thể xem hết trò chơi của bọn họ, bởi vì giữa chừng Lạc Giả đáng lẽ phải ở nhà nghỉ ngơi một ngày đột nhiên phải ra ngoài, Sơ Điều nghĩ cũng không thèm nghĩ lập tức từ bỏ việc xem trò chơi, vui vẻ mà đi theo sau hắn. Lạc Giả đang đi ra khỏi cổng Thùy Hoa của tiểu viện đông về phía cổng của sảnh chính, hắn quay đầu lại, cô gái vừa rồi còn đang say mê nhìn những người khác chơi cờ lúc này đã theo sau lưng mình, nhìn có vẻ như muốn đi theo hắn. Bước chân Lạc Giả hơi dừng lại, nhíu mày, ngữ khí đắn đo nói, tôi có việc phải đi tổng bộ một chuyến, cô ở nhà chơi với bọn họ đi. Thôi Ngu đang uống trà ở bên cạnh cũng nói, ở tổng bộ không có gì vui đâu. Em đến đó cũng chỉ có thể đợi anh ấy ở bên ngoài, còn không bằng ở nhà xem bọn họ chơi cờ. Chủ yếu là cô không thân quen với những người ở đó, Lạc Giả không thể yên tâm để cô ở bên ngoài tổng bộ chơi một mình. Đi đến đó cũng sẽ rất nhàm. Chán, hơn nữa ở tổng bộ nhiều người hỗn tạp, loại người nào cũng có, nếu như có ai đó không có mắt bắt nạt cô vậy thì không hay rồi. Sơ Điều trông mong nhìn hắn, không muốn rời khỏi hắn. A Giả, em muốn đi với anh. Giọng điệu cô vừa đáng thương vừa có chút làm nũng nói. Làm cho người ta rất khó để từ chối. Ánh mắt Lạc Giả lóe lên, nhưng cuối cùng không nói thêm gì, xoay người đi ra ngoài, coi như đã ngầm đồng ý hành vi đi theo của cô. Sơ Điều thấy vậy liền vui vẻ bám theo sau. Đám người Thôi Ngu ở phía sau bọn họ chỉ có thể âm thầm lắc lắc đầu. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Một người trong vô dục vô cầu giống như Lạc Giả, vậy mà cũng có lúc gục ngã. Tổng bộ cổ lâu ở khu 1, ở đó cách khu chính khoảng 50 phút đi xe. Nếu không phải có chuyện quan trọng, Lạc Giả thực sự lười phải vượt hơn một nửa thành phố để đến tổng bộ. Lạc Giả lái xe ra khỏi gara, Sơ Điều vô cùng tự nhiên ngồi vào ghế phó lái. Lạc Giả không có lời nào để nói, tập trung nhìn con đường phía trước. Sơ Điều yên tĩnh được một lúc, rồi đi xem mấy bài hát trên xe, vốn là muốn chọn một bài hát để nghe kết quả lại phát hiện không có bài hát mà cô muốn nghe,
hiện tại cũng không có internet cho nên cô đành phải từ bỏ, thì thầm nói, sao lại không có chứ? Cái gì? Lạc Giả không nghe rõ, nhưng lại vô thức hỏi ra miệng. Sơ Điều nói tên một bài hát, đó là bài hát yêu thích nhất của cô ở kiếp trước. Lạc Giả im lặng một lúc, một tay cầm vô lăng, tay kia vươn ra lấy một chiếc đĩa CD mới ở trong hộp để thay thế. Sơ Điều đưa mặt nhìn qua, trong đĩa CD vừa được thay vào có bài hát đó, hơn nữa còn không chỉ là một bài, những ca khúc trong album của ban nhạc này đều có cả. Khóe môi Sơ Điều âm thầm cong lên. Sao cô có thể quên rằng A Giả cũng thích những bài hát của ban nhạc này, hơn nữa lúc đầu cô chỉ cảm thấy những bài hát này hay mà thôi, chính vì hắn mà cô mới thích nghe những bài hát của ban nhạc này. Nghe nhạc yêu thích suốt chặng đường đi, cuối cùng hai người cũng đến được khu một của cổ lâu. Dọc theo đường đi có thể thấy rõ càng tới gần tổng bộ thì càng phồn hoa, thậm chí có hơi giống với đô thị như trước khi xảy ra thiên tai. Thành phố đã được dọn dẹp sạch sẽ, những tòa nhà cao tầng mới gần như đã hoàn thiện, những người công nhân đội nón bảo hộ chăm chỉ đi lại trên công trường, trên các con phố vẫn có người đi lại, thậm chí còn bán hàng. Nơi này thoạt nhìn có chút an nhàn quá mức, khác một trời một vực so với đống phế tích lụng bại ở khu chính. Sơ Điều mở cửa sổ xe xuống một chút, dựa lên cửa sổ nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài mà trong lòng không khỏi tán thưởng. Loài người quả thực là một trong những chủng tộc có khả năng thích nghi cao nhất trên thế giới, chỉ mới nửa năm kể từ sau thiên tai mà họ đã có thể xây dựng lại một thành phố tuyệt vời như vậy từ một đống đổ nát. Nên nói rằng không hổ là một người trồng hoa được mệnh danh là kẻ cùng cơ sở hạ tầng. Ở kiếp trước Sơ Điều đã thấy không ít căn cứ, mỗi căn cứ đều vững chắc kiên cố, dùng tường thành cứng rắn để chống lại sự xâm phạm của biến chủng, cũng đã thấy nhiều căn cứ thịnh vượng và rộng lớn không kém gì nơi này. Nhưng đó đều là những chuyện rất lâu sau tận thế, còn hiện tại cô đang được tận mắt chứng kiến sự trỗi dậy của một căn cứ rộng lớn trong tương lai, thực sự đã cảm nhận sâu sắc được tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng là như thế nào. Căn cứ Bành Thành và Bình Xương khác nhau, nơi này lấy toàn bộ thành phố cũ làm nền móng, căn cứ rất rộng. Hiện tại, tạm thời sẽ không xuất hiện vấn đề không có nơi ở không thể tiếp nhận thêm người tị nạn. Nhưng đồng thời cũng có một vấn đề lớn là chưa đảm bảo an toàn phòng ngự cho từng nơi ở, trong và ngoài khu cũng phát triển không đồng đều. Người nào cũng muốn vươn lên những nơi cao, càng tới gần tổng bộ thì càng phồn hoa, dân cư cũng càng đông, điều này gián tiếp khiến cho những nơi khác có vẻ tiêu điều, ít người ở hơn. Giống khu chính, hầu như không ai thèm sống ở đó ngoại trừ đội tuần tra, đội chiến đấu phụ trách khu vực đó, thậm chí nhiều người còn lặn lội từ khu chính sang khu 1 để vui chơi khi không có nhiệm vụ. Lạc Giả thấy cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ngữ khí bình tĩnh hỏi, thích nơi này sao? Các cô gái nhỏ quả thực đều rất thích những nơi náo nhiệt sầm uất, khu chính thì quá đổi hoang vu rồi. Không ngờ Sơ Điều lại lắc đầu, em không thích nơi này. Cô lại nói thêm, em chỉ thích đi theo anh. Cô không quyến luyến sự phồn hoa của thành phố, cũng không cảm thấy thiệt thòi gì khi sống trong một thành phố đổ nát, chỉ cần là ở bên hắn, cô sống ở đâu cũng không thành vấn đề. Không cần biết nơi hoang vu hay là rừng rậm, chỉ nơi nào có hắn ở mới là điều trái tim cô hướng tới. Vẻ mặt Lạc Giả có hơi ngơ ngác, trong lòng có một tia rung động khác thường, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn về phía trước. Tổng bộ cổ lâu được trang bị vũ khí dày đặc, các phương tiện phải có thẻ và đăng ký nhân viên để ra vào. Tuy nhiên, những quy tắc khuôn sáo này đối với Lạc Giả thì buông lỏng hơn nhiều, hơn nữa là Lý tướng quân đặc biệt cho phép. Hai quân sĩ bảo vệ cổng đã chú ý đến xe của hắn từ xa, đợi đến khi xe của hắn đến gần, một trong số bọn họ không đợi chiếc xe đang được kiểm tra trước đó thông qua mà lập tức đã ra chào hỏi hắn. Lạc Giả hạ cửa kính xe xuống. Một lính gác chạy bước nhỏ tới, xác nhận đây chính xác là hắn, chuẩn bị vẫy tay ra hiệu cho đi, nhưng ánh mắt cậu ta nhất thời chú ý đến gương mặt lạ lẫm đang ngồi ở ghế phụ. Người lính nọ ngập ngừng nói, quan chấp hành Lạc, vị này là. Mặc dù Lạc Giả không nhận sự khen thưởng hay quân hàm từ tổng bộ, nhưng những người biết về chuyện của hắn trong tổng bộ và những người có cấp bậc thấp hơn hắn vẫn thường gọi hắn là quan chấp hành. Để phân biệt giữa trưởng quan quân đội và trưởng quan dị năng giả,
ngoài quân hàm của quân đội ra còn có thêm chức danh quan chấp hành, quyền hành được chia từ cấp 1 đến cấp 9, có quyền hạn đồng đẳng với quân hàm, mà lạc giả có chức quan chấp hành cấp 6, cũng tương tự như thượng tá. Xuất phát từ sự coi trọng của thủ trưởng đối với lạc giả, những người đồng đội lính canh trực ban của hắn ở đây hầu như đều biết, nhưng người này thì cậu ta chưa từng gặp qua. Đây là lần đầu tiên Sơ Điều bước vào một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, là một công dân tốt tuân thủ pháp luật, cô vô thức trở nên cảm thấy căng thẳng. Lạc giả bình tĩnh đáp, người của tôi. Sơ Điều mạnh mẽ quay đầu nhìn hắn với vẻ mặt sững sờ, sau đó trong lòng không khỏi bùng nổ vì vui sướng. Mặc dù ý của hắn có thể chỉ muốn giải thích tình trạng đáng ngờ của cô cho người lính canh này, nhưng cô thấy rất vui khi nghe hắn nói như vậy, đặc biệt là hai từ của tôi này. Người lính theo lẽ thường tự hiểu rằng cô là đồng đội mới của lạc giả, bởi vì lạc giả có đặc quyền trong tổng bộ, lính gác chỉ cần hỏi một chút sau đó liền cho đi, thậm chí còn không cần làm đăng ký. Cánh cổng sắt tự động mở ra, phía trước có một chiếc ô tô đang bị kiểm tra. Lạc giả vượt lên từ phía bên kia của chiếc xe lái vào trong, khi hai chiếc xe đi ngang nhau thì Sơ Điều cũng vừa vặn liếc qua cửa sổ bên lạc giả một cái, mà cũng vừa lúc nhìn thấy chủ của chiếc xe bên cạnh cũng đang quan sát bọn họ, chỉ có điều chiếc xe đã nhanh chóng vượt qua. Cô mơ hồ nghe thấy lính canh nói vài tiếng, ông Lưu, không biết có phải cô đã quá nhạy cảm hay không, cô luôn cảm thấy ánh mắt vừa rồi của người đó nhìn lạc giả rất không thân thiện. Cô không biết người đó có mâu thuẫn gì với A Giả hay không, nhưng cô dám chắc rằng cho dù có mâu thuẫn gì đi chăng nữa, nhất định là đối phương đã sai trước. Trước giờ A Giả không bao giờ chủ động gây chuyện, hắn rất phiền phức mấy chuyện như vậy. Nhưng bây giờ cô không có cách nào biết được cho nên tạm thời đành phải đặt chuyện này xuống. Lạc Giả phải đến tổng bộ để gặp thủ trưởng nắm quyền của cổ lâu, Sơ Điều không thể vào cùng. Cô rất hiểu chuyện tự động bày tỏ mình sẽ ở bên ngoài đợi hắn, nhưng vẻ mặt không nỡ kia thực sự quá mức rõ ràng, chỉ là khẩu thị tâm phi mà thôi. Lạc giả vốn là có thể phớt lờ cô, chỉ là bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đó, khiến hắn không thể nào nhấc nổi bàn chân của mình lên. Cuối cùng vẫn là thư ký phụ trách dẫn người đi gặp thủ trưởng nhận thấy bọn họ không tiếp tục giằng co, mới nhìn mặt đoán ý mà tỏ vẻ có thể cho Sơ Điều đến phòng chờ ở cao ốc. Vốn dĩ những người không có giấy thông hành đều không thể vào được trong tổng bộ, nhưng nếu là lạc giả nói, thì hoàn toàn có thể phá lệ một lần. Phòng tiếp khách ở tầng 1, nơi này sẽ không ảnh hưởng đến những công nhân làm bên trong cũng như không lộ ra những cơ mật bên trong. Phòng chờ có đồ ăn thức uống, còn có vài người đứng đó để tiếp khách, thư ký Vương nói rằng mình có khả năng làm cho lạc giả vừa lòng. Sau khi đảm bảo Sơ Điều vẫn an toàn còn có sẽ không để cô thấy chán, thì lạc giả mới đi theo thư ký Vương. Biết được Sơ Điều là đồng đội của lạc giả, nhân viên phòng chờ đối với Sơ Điều 10 phần khẳng khái, thái độ cũng rất tốt. Chẳng qua Sơ Điều cũng không có để ý, hắn mới đi được một lúc mà cô đã bắt đầu nhớ hắn rồi. Hai người tiếp tân thấy cô an tĩnh ngồi ở một chỗ không nói lời nào, cũng không đi quấy rầy cô. Hai người ở bên cạnh nói chuyện phiếm, tám đủ thứ trên trời dưới đất. Phòng chờ tương đối lớn, dù là nói nhỏ đến mấy cũng có thể nghe được. Tai của Sơ Điều lại rất thính, mơ hồ nghe được các cô đang nói về lạc giả. Bây giờ lạc giả là một chiếc bánh bao thơm ngon ở cổ lâu, thậm chí là cả bành thành, năng lực rất mạnh không ai địch nổi. Lại được thủ trưởng của căn cứ coi trọng, vẻ ngoài cũng là ngàn người mới có một, ở cổ lâu, chỉ cần là nữ còn độc thân thì không có người nào không thích hắn. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh được kính trọng, những người yếu ớt nếu không thể tự lực cánh sinh thì chỉ có thể dựa vào những người có năng lực mới sinh. Tồn được. Mà mọi người đều biết lạc giả đối với người nhà của mình rất tốt, chỉ cần nhìn vào năng lực của hắn, tuyệt đối không phải lo vấn đề đồ ăn thức uống. So với chính mình kéo dài hơi tàn, có thể dựa vào người khác ai lại không muốn đâu. Có người muốn làm đồng đội của hắn. Tất nhiên cũng có người muốn làm người phụ nữ của hắn. So với làm đồng đội thì được làm người phụ nữ của hắn quan hệ càng thân mật hơn, càng nổi tiếng ở trong mắt người khác. Lúc người tiếp tân nói chuyện, hoàn toàn không coi Sơ Điều là người phụ nữ của lạc giả, cũng lắm cũng chỉ là đồng đội cho nên nói chuyện tuy nhỏ giọng nhưng lại không kiêng dè gì cả. Rốt cuộc thì ở cổ lâu không ai không biết,
lạc giả không gần nữ sắc. Không biết có bao nhiêu mỹ nhân muốn đến cạnh hắn đã vấp phải vô vàn trắc trở, không chỉ không chiếm được gì tốt còn đắc tội với hắn. Tôi cảm thấy, người như quan chấp hành là, chỉ có trung úy Lý mới xứng đôi. Dù là gia thế hay năng lực, trong cổ lâu quả thật không có ai thích hợp với anh ấy hơn trung úy Lý. Hơn nữa trung úy Lý còn là cháu gái của thủ trưởng, quan chấp hành Lạc lại là người tướng quân coi trọng nhất, chỉ có bọn họ kết hợp lại cổ lâu mới tồn tại được lâu dài. Nghe nói tướng quân vốn có ý cho bọn họ tiếp xúc nhiều, lúc trước chính là trung úy Lý đưa quan chấp hành Lạc từ Giang Ninh về đây, sau đấy cũng là trung úy Lý thay mặt thủ trưởng đi an ủi anh ấy. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ đứng chung một chỗ tôi đều cảm thấy rất xứng đôi. Nam cường nữ cường, nghĩ đến là đều thấy rất có cảm giác. Hai vị tiếp tân càng nói càng kích động, ngay cả khi nào tiến hành hôn lễ, lúc nào sinh con cũng nghĩ đến. Nghiễm nhiên đã đủ tư cách là một đội phan chính phú. Sơ điều biết là mình không nên nghĩ linh tinh, chính là không phải nói không nghĩ là có thể khống chế được. Cô cảm thấy có chút không thoải mái, lồng ngực như trùng xuống. Không vui, không muốn ở chỗ này. Sơ điều đi ra từ trong phòng chờ, nhân viên tiếp tân đang hưng phấn tám chuyện chỉ liếc nhìn cô một cái, không để ý tới. Nghĩ rằng cô chỉ đi về đút xe hoặc là ra ngoài hít thở không khí. Sơ điều đi ra từ trong tòa nhà tổng bộ, đến bồn hoa trong góc khuất dưới tầng 1. Nơi này vẫn nằm trong khuôn viên của tổng bộ, luôn có người đi ra đi vào, cho dù là cán bộ chiến sĩ hay những dị năng giả đi làm nhiệm vụ. Lồng ngực của cô rất khó chịu. Cô đã tự khuyên nhủ chính mình hết sức nhưng vẫn là không được. Những lời đó nếu là ở kiếp trước, căn bản sẽ không ảnh hưởng gì đến cô. Rốt cuộc khi đó A Giả đã trải qua những gì, lúc gặp cô hắn chỉ có một mình, hơn nữa cũng đã thuộc về cô. Hiện tại, những lời này như là một cục đá trong lòng cô, làm cô thấp thỏm không yên. Nhưng cô lại tin tưởng hắn. Tin rằng hắn sẽ không để cô ở lại bên cạnh trong lúc đang có mối quan hệ với người khác hoặc là đang mập mờ, huống chi là cùng ăn cùng ở. Cô giống như đi vào ngõ cụt, như thế nào cũng không ra được. Khi cô đang miên man suy nghĩ, có một người mặc đồng phục của quan chấp hành đi ngang qua chỗ này. Bên cạnh còn có một người mặc thường phục, không phải binh lính cũng không phải quan chấp hành. Cậu chờ tôi ở chỗ này không được chạy lung tung, cũng đừng gây chuyện, biết không? Nơi này không phải khu chính, yên phận một chút. Người mặc đồng phục quan chấp hành ân cần dạy bảo người mặc thường phục kia. Người mặc thường phục không kiên nhẫn nói, biết rồi, anh đi nhanh đi. Tên quan chấp hành kia nhìn anh ta một cái, không nói gì xoay người đi vào tổng bộ. Vị trí mà Sơ Điều ngồi có bụi hoa che chắn, vốn dĩ chỉ cần cô không phát ra tiếng động thì đối phương sẽ không phát hiện ra cô. Nhưng mà bụi hoa đáng chết này lại có mũi. Cô bị đốt vài cái, thật sự ngứa đến mức khó chịu liền nhịn không được duỗi tay gãi gãi. Mà động tác nhỏ như vậy, lập tức khiến cho người thanh niên mặc thường phục phát hiện ra cô. Ánh mắt sắc bén của thanh niên mặc thường phục dừng ở trên lưng Sơ Điều, nheo nheo mắt, hút một hơi thuốc lá ngậm trong miệng, phun ra một vòng khói về phía chỗ Sơ Điều đang ngồi. Tuy rằng Sơ Điều không nhìn thấy động tác của anh ta, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Trước tiên cô đứng dậy lùi về phía sau, trên mặt tràn đầy cảnh giác, ánh mắt lạnh đi. Cô đứng dậy, khuôn mặt bị bụi hoa che khuất lộ ra, trên mặt thanh niên mặc thường phục tràn đầy kinh ngạc, lộ ra một tia tham lam, híp mắt không biết đang âm mưu cái gì. Nhưng lại nghĩ tới lời họ vừa dặn dò, người trong tổng bộ rất hỗn tạp, tùy tiện một chút cũng có khả năng đụng trúng một nhân vật lớn. Cho nên tạm thời không dám hành động tùy tiện thiếu suy nghĩ. Sơ Điều không thích ánh mắt người này nhìn mình, lấm la lấm lét, mỏ chuột tai khỉ. Cô luôn luôn không thích trong mặt mà bắt hình dong, nhưng mà người này thật sự không làm cho người khác khơi gợi được chút hảo cảm nào cả. Cô nghĩ thời gian cũng đã đủ lâu, liền muốn trở về. Chỉ có điều phía sau là bồn hoa, đi ra ngoài kia thì có hướng người thanh niên mặc thường phục đang đứng, nếu không cũng chỉ có thể nhảy qua bụi hoa để đi ra ngoài. Cô phân vân mãi, vẫn quyết định đi theo cách bình thường. Nơi này là bên ngoài tòa nhà tổng bộ, người đến người đi, cùng lắm nếu có chuyện gì xảy ra thì cô sẽ kêu lên. Sơ Điều cúi đầu, cố gắng hết sức cách xa người đàn ông này, chỉ là còn chưa đi hai bước,
liền phát hiện người đàn ông kia cũng đi theo chắn trước mặt cô. Lòng cô chùng xuống, có chút hối hận vì đã chạy ra ngoài. Người thanh niên mặc thường phục thấy cô phải đi, vô thức tiến lên ngăn cản, đôi mắt nhìn thẳng vào cô. Tuy nói ở tổng bộ nhân vật lợi hại chỗ nào cũng có, nhưng cũng phần lớn là trên người có quân hàm, hoặc là sĩ quan hoặc là quan chấp hành, mà những người này ra vào căn cứ tổng bộ đều phải mặc quân trang hoặc là quân phục. Người trước mắt này rõ ràng không thuộc hai loại trên, cho nên dù trong lòng có chút nghi hoặc, anh ta vẫn cứ cản trở người này. Anh ta nghĩ, Sơ Điều có thể là giống anh ta đều đi theo người thân hoặc là đồng đội tới đây, hơn nữa anh ta không cảm giác được trên người cô có dị năng, chỉ là một người bình thường, loại con gái ngây thơ này anh chỉ cần lừa một chút là có thể đến tay. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể kết bạn với vị sĩ quan hoặc quan chấp hành mang cô tiến vào đây, quen biết càng nhiều người có năng lực đối với anh ta mà nói là chuyện tốt. Sơ Điều bị cản đường liền nhíu nhíu mày, cô thay đổi hướng đi, đối phương lại đi theo cô sang bên kia, sau vài lần cô cũng có chút bực bội. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, mím chặt môi muốn đối phương thức thời một chút. Nhưng mà đối phương không những không có tránh ra, còn duỗi tay muốn sờ mặt cô, người đàn ông này căn bản không cảm thấy một cô gái mềm mại như cô sẽ có cái gì uy hiếp đối với mình. Sơ Điều không thể nhịn được nữa, sau khi đối phương có động tác, cô trực tiếp uốn gối nhấc chân hung hăng đá không chút lưu tình. Người thanh niên hét lên một tiếng đầy thảm thiết, mặt đầy thống khổ che hạ bộ ngồi xổm xuống, Sơ Điều bình tĩnh tự nhiên mà bước sang bên cạnh đi qua. Kiếp trước A Giả dạy cô thuật phòng thân cũng chưa có cơ hội dùng, hôm nay chiêu đoạn tử tuyệt tôn thế mà có tác dụng. Cô, đồ phụ nữ xấu xa này. Đối phương nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, đau đến nỗi hận không thể chém cô thành trăm mảnh. Sơ Điều rụt rụt cổ, bước chân ngày càng nhanh hơn, chỉ là cô còn chưa di chuyển thì nhìn thấy Lạc Giả đang đi lại đây. Lạc Giả đến văn phòng để gặp thủ trưởng, hắn chỉ nghe một số điểm chính, không đợi Lý Tướng Quân nói hết lời đã rời đi. Kết quả là khi hắn đến phòng tiếp chờ, đã không còn ai ở đó. Khi hắn hỏi tiếp tân, người đó chỉ ấp úng nói cô đã đi ra ngoài rồi. Hắn vội vàng đi tìm, mới hỏi thì có người đã nói nhìn thấy cô ra khỏi tổng bộ rồi đi hướng này. Lạc Giả đứng ở nơi đó nhìn cô, ánh mắt thâm thúy, trên khuôn mặt lãnh đạm còn có chút hơi giận. Nhưng mà Sơ Điều lại không để ý chuyện này, ngay cả cảm giác khó chịu vừa rồi cũng biến mất. Khi cô thấy hắn vừa vui mừng vừa cảm thấy may mắn. Ngay lập tức cô chạy về phía hắn, rồi tràn đầy sợ hãi nấp sau lưng hắn tìm kiếm che chở. A Giả. Cô nắm lấy vạt áo của hắn, tỏ vẻ tủi thân như một đứa trẻ mới bị bắt nạt và chạy về mách với người lớn. Vẻ mặt của Lạc Giả sững lại, lửa giận trong lòng vụt tắt không thể giải thích được. Hắn liếc nhìn cô gái đang run rẩy trốn sau lưng mình, rồi lại nhìn người cách đó không xa vẫn đang thống khổ ngồi xổm cho đỡ đau. Giống như người vừa thực hiện một động tác đá người đầy lưu loát không phải là cô bây giờ rất ngây thơ và đáng thương. Người đàn ông kia cũng nhìn thấy Lạc Giả, vẻ mặt đau khổ của anh ta đột nhiên đông cứng lại, giọng nói đầy căm hận nói, Lạc Giả. Vẻ mặt của anh ta như thể muốn ăn thịt hắn. Tào Viêm chưa bao giờ tưởng tượng được người đàn bà xấu xa đó lại là người của Lạc Giả. Vốn dĩ anh ta đã ôm mối hận với Lạc Giả rồi, nhưng bây giờ anh ta càng hận hơn. Hạ thân đau nhói làm anh ta không còn bất cứ ý nghĩ kiều diễm gì với Sơ Điều nữa, mà chỉ muốn băm cô và Lạc Giả thành ngàn vạn mảnh. Lạc Giả còn chưa nói gì, nhưng cô gái nhỏ hồi nãy vẫn đang co ro sau lưng hắn lại đột nhiên nhảy ra, đứng che trước mặt hắn, trừng mắt nhìn Tào Viêm. Anh tỏ thái độ gì đấy? Có tin tôi đánh anh tiếp không? Tỏ thái độ với cô thì được, với ông xã cô thì không được. Cô như một con thú nhỏ nhe răng với kẻ xấu, tự thấy bản thân rất hung dữ điên cuồng trừng mắt nhìn anh ta, nhưng thật ra trong cô không có chút đe dọa nào. Lạc Giả vốn dĩ không để Tào Viêm vào mắt, hắn nhìn người đứng chắn trước người thấp hơn hắn một cái đầu, trong ánh mắt lãnh đạm hiện lên một ý cười nhẹ. Tào Viêm vừa muốn mắng, lại thấy ánh mắt lạnh lùng của Lạc Giả đang trừng mắt nhìn anh ta, sau lưng bỗng cảm thấy lạnh lẽo, nhất thời không thốt nên lời. Sơ Điều thấy đối phương không lên tiếng, cô càng thêm quyết đoán, xắn tay áo lên định tiến lên cho anh ta một đạp nữa, nhưng còn chưa xắn tay áo lên xong, thì đã bị người kéo đi.
đi thôi. Lạc Giả một tay đút túi, một tay kéo vật nhỏ đang xù lông rời đi. Không cần phải nói nhiều với loại người này. Trước khi đi, Sơ Điều trừng mắt nhìn Tào Vi một cái rồi sau đó ngoan ngoãn đi theo hắn. Hai người rời khỏi tổng bộ, Sơ Điều nằm bò trên cửa sổ. Bây giờ yên tĩnh lại, cô lại nhớ tới những lời vừa nghe trong phòng chờ, trong lòng lại phiền muộn. Lạc Giả vừa lái xe vừa liếc nhìn cô vài lần, thấy cô hình như hơi lạ, im lặng lạ thường. Hắn nhìn vài lần, khi chuẩn bị rời khỏi khu 1, hắn liền tấp vào lề đường rồi quay xe lại. Sơ Điều lập tức chú ý, cô quay đầu lại kinh ngạc hỏi, sao vậy? Quay lại làm gì? Lạc Giả nhìn cô, ngữ khí bình thản nói, quay lại tìm Tào Viêm. Sơ Điều sửng sốt một chút, giờ mới nhận ra Tào Viêm mà hắn nói chính là cái tên không biết xấu hổ kia. Cô ngơ ngác hỏi, tìm anh ta làm gì? Lạc Giả hơi nhướng mày nói, không phải cô muốn đánh anh ta sao? Cho cô đánh hắn. Ấn đầu anh ta xuống cho cô đánh. Hắn cho rằng cô chán nản vì vừa rồi hắn không cho cô đánh Tào Viêm. Thực ra, hắn thấy cô không bị ức hiếp, vả lại hắn cũng không muốn cô xảy ra xô xát với người như Tào Viêm nên kéo cô đi. Nếu không, cho dù có vi phạm kỷ luật của tổng bộ là cấm đánh nhau, thì Tào Viêm đừng mơ có thể đứng dậy đi ra khỏi cổng tổng bộ được. Nhưng bây giờ hắn nghĩ tốt hơn hết là nên để Tào Viêm học một bài học trước, miễn là cô cảm thấy hết giận. Bây giờ quay lại không biết Tào Viêm còn ở đó không, nhưng cũng không sao, dù sao Tào Viêm cũng phải trở về khu chính. Đi thẳng tới cửa tìm anh ta thì thuận tiện hơn. Suy nghĩ một chút, Sơ Điều liền biết hắn đang nghĩ gì, trong lòng ấm áp, nháy nháy mắt cười, em đánh anh ta làm gì, lỡ đau tay thì phải làm sao bây giờ. Cô cũng chẳng ăn no rửng mỡ mà đi nghĩ về loại người thối nát này. Lạc Giả suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tôi đánh thay cô. Nếu cô đánh anh ta sẽ đau tay, vậy thì để hắn thay cô làm điều đó. Sơ Điều bật cười thành tiếng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, rõ ràng không có chút biểu cảm, nhưng cô nghĩ như vậy thật đáng yêu, bất kể lúc nào A Giả cũng là người tốt nhất. Phiền muộn trong lòng cô phút chốc tan biến, cười đến mức nước mắt sinh lý của cô trào ra, cô lau nước nơi khóe mắt rồi biểu môi nói, em không muốn gặp lại anh ta đâu, thà đi dạo phố còn vui hơn. Cô không muốn lãng phí thời gian của hai người để làm những việc vô nghĩa còn có thể không vui này. Khu một rất phồn hoa, tương đối yên ổn, trời buổi chiều mát mẻ. Trễ chút nữa bầu trời sẽ tối đen, bây giờ điện là thứ xa xỉ, không phải ai cũng có thể dùng được, không thể so với cuộc sống phong phú trước khi xảy ra tận thế, nhưng tầm 4-5 giờ chiều là sôi động nhất. Khu một tọa lạc tại khu vực phồn hoa nhất của cổ lâu, có 4 dọc, 5 ngang và 9 thông nhau. Trong đó, đại lộ Cẩm Sắc là náo nhiệt nhất. Ở đây tập hợp tất cả những ồn ào, náo nhiệt của một khu vực và thậm chí của cả cổ lâu, có quán xá và người đi đường, có rượu ngon và người đẹp, muôn hình muôn vẻ, có đủ loại người đến đây vui chơi, tụ tập. Khu vực xung quanh đại lộ Cẩm Sắc là khu dân cư sống ở khu một chủ yếu là dị năng giả và quân nhân, mà cách đó hai con đường là một khu ổ chuột nằm đối diện với đại lộ Cẩm Sắc. Khu một là nơi phồn hoa nhất, tuy nhiên, đây cũng là nơi có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất, cho nên khu 1 là một khu vực ngư long hỗn tạp, bề ngoài hài hòa nhưng bên trong lại không yên bình. Có một con phố đi bộ trên đại lộ Cẩm Sắc, nơi bày bán các mặt hàng nhỏ lẻ, vì không thiết thực nên ít khách du lịch qua lại, an tĩnh đến tiêu điều. Sơ Điều không hứng thú với tiệc tùng xô bồ, cô thích xem những sản phẩm thủ công xinh đẹp này, cô nhìn trúng một chiếc vòng tay có mặt hình lá bạch quả, cũng vô cùng thích nó. Tuy nhiên, khu một của cổ lâu có triển khai hệ thống tích điểm để mua và bán, có thể dùng điểm để đổi lấy vật phẩm mà cô vừa mới đến đã được Lạc Giả đưa thẳng vào căn cứ. Cho nên chưa đăng ký, không có những tích điểm, cũng không mang theo bất kỳ đồ ăn nào có thể đổi được. Vòng tay chỉ cần một điểm có thể đổi lấy một miếng bánh mì, tương đương với lương thực một ngày của nhiều người, mà món đồ trang trí này lại không có chút giá trị nào. Sơ Điều không có điểm nào, cô lưu luyến nhìn chiếc vòng tay, chủ sạp còn đề nghị tặng thêm vài món quà nhưng cô vẫn tỉnh táo đặt nó xuống. Điểm thu được từ căn cứ đều là phần thưởng cho công lao, mỗi một điểm đều là tiền mồ hôi nước mắt kiếm ra, không cần thiết phải tiêu cho những thứ hào nhoáng.
cô cũng không phải là người tiêu xài hoang phí, cô sẽ không tiêu số tiền đó bừa bãi cho dù cô có thích nó đến đâu. Sau khi đặt chiếc vòng xuống, cô định rời đi, nhưng chủ quầy hàng không nỡ lòng bỏ qua một cái phiếu ăn này. Những người có thể lăn lê bò lết ở khu 1 cho đến nay có người nào không thanh tinh, chỉ nhìn thoáng qua là có thể nhìn ra bọn họ là những người đủ ăn đủ mặc. Phụ nữ thì luôn muốn tiết kiệm, lý trí hơn, còn đàn ông thì dễ dụ hơn nhiều. Chủ quầy hàng đoán người đàn ông đi cùng cô gái không phải là người keo kiệt, nếu nói vài câu dễ nghe thì nói không chừng hắn sẽ mua. Vì vậy, anh ta cười nói với lạc giả đang đứng phía sau sơ điều, hai người trông thật xứng đôi, anh không định tặng bạn gái mình một món quà nhỏ sao? Lạc giả khẽ nhướng mi, ánh mắt có chút mờ mịt, toàn bộ hành trình vừa nãy hắn đang rũ mi mắt, lơ đãng nghĩ lung tung, không để ý bọn họ đang nói. Chuyện gì? Cho nên cũng không biết chủ quầy hàng đang nói gì. Nhưng nghe thấy từ quà, hắn liếc nhìn sơ điều đang đi phía trước, sau đó nhìn đến chiếc vòng trên tay chủ quầy hàng, vừa rồi cô thật sự đứng đây rất lâu, sau khi liên hệ hai chuyện lại với nhau, hắn dần hiểu ra. Sơ điều đã đi qua mấy quầy hàng, một lúc sau mới nhận ra dường như không có ai đi phía sau mình, quay đầu nhìn lại thì không thấy người vẫn luôn đi theo phía sau đâu. Người đâu? Ông xã của cô đâu rồi? Lúc nãy lạc giả vẫn luôn theo sát cô, sơ điều chưa bao giờ nghĩ rằng một người lớn như vậy vẫn có thể lạc đường. Nhưng cô cũng chỉ hoảng hốt trong chốc lát rồi suy nghĩ cẩn thận, cho dù cô có xảy ra chuyện thì A Giả cũng sẽ không xảy ra chuyện, cho nên cô cần tự lo cho bản thân mình trước đã. Cô không biết liệu mình có lạc mất hắn khi quay lại tìm hắn không, cô không tiếp tục đi dạo nữa mà ngồi xổm bên lề đường. Bên trên có một cái biển báo khá to. Cô tin rằng A Giả sẽ đến tìm cô. Phố đi bộ không có nhiều người lắm, trên đường chỉ có 2-3 người đi lại, nhìn một cái là thấy có người đang ngồi xổm bên lề đường. Cô chống cằm nhìn về phía trước, vẻ mặt bình thản dường như không sợ bất kỳ sóng gió nào, cũng không bàng hoàng sợ hãi. Dáng vẻ của cô trông rất xinh đẹp, mi đại xuân sơn, thu thủy tiễn đồng làn da nõn nà. Một cô gái 17-18 tuổi, đơn thuần non nớt, có vẻ thanh tú và mềm mại, giống như một đóa hoa mỏng manh đung đưa trong gió, nhưng bình thường cũng không hoàn toàn mềm dẻo. Lạc giả chậm rãi đi tới trước mặt cô bé ngồi xổm ven đường vừa nhìn thấy hắn đôi mắt liền sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn yên tĩnh nở một nụ cười rạng rỡ, anh đến rồi. Cô biết hắn sẽ đến. Vẫn luôn như thế. Không hiểu sao lạc giả có cảm giác cũng bị cô lây nhiễm cảm xúc, tâm trạng tự nhiên tốt lên, vẻ mặt lãnh đạm của hắn dịu đi một chút, hắn lấy từ trong túi ra một thứ đưa về phía cô. Trong lòng bàn tay hắn đang cầm chiếc vòng hình chiếc lá bạch quả mà cô đã xem lúc nãy và rất thích. Sơ điều kinh ngạc nhìn hắn, chưa nhận lấy mà hỏi, anh mua à? Ừ. Sơ điều có linh cảm không tốt, cô ngập ngừng hỏi, anh mua nó bằng điểm. Người đàn ông vẫn trả lời đơn giản và ngắn gọn, ừ. Sơ điều hít sâu một hơi, cuối cùng hỏi, hết bao nhiêu vậy anh? Lạc giả dù có chậm hiểu đến đâu cũng cảm thấy có gì đó không ổn, vả lại hắn cũng không có chậm hiểu nhưng hắn cũng không nghĩ mình có vấn đề, vì vậy chỉ nhíu mày, thành thật trả lời, 15. Đó chỉ là một số lượng nhỏ không đáng kể đối với hắn. Hắn thắc mắc không biết có phải ông chủ quầy hàng đó lừa hắn hay không? Trông cô có vẻ không thích nó như là ông chủ nói với hắn, cũng không giống như không thích. Sơ điều suýt thì bật ra tiếng chửi người. Biết. Ngay mà. Cô biết chắc chắn A Giả khi mua đồ sẽ bị người khác coi là người tiêu tiền như rác. Hơn nữa hắn còn coi đó là điều hiển nhiên, không bao giờ nhận ra rằng người bán đang bán với giá cắt cổ. Hắn đã dành 15 điểm cho một thứ đồ vô bổ còn không đáng giá một điểm này. Đúng là phá gia chi tử. Một tên phá của. Sơ điều tức gần chết. Ông chủ quầy hàng đó sao lại có thể đi lừa người thật thà hay vậy? Ở kiếp trước cô từng có kinh nghiệm trải qua chuyện này. Lúc đó bọn họ đi ngang qua một khu căn cứ, dừng lại 2 ngày để tiếp viện, cô thấy mấy người bán lê đi ngang. Bọn họ sống trong dã ngoại, môi trường hoang vu khắc nghiệt này cũng rất ít khi có thể tìm thấy trái cây. Cho nên cô thấy rất mới lạ. Nhưng cô vừa hỏi giá liền dứt khoát bỏ đi đầu không ngoảnh lại. Mấy người bán lê này đúng là biết chặt chém,
Mấy quả lê xấu xí như vậy mà cũng đòi 10 điểm, cô không có ngốc. Ai mà ngờ Lạc Giả đang đi sau lưng cô lại mua nó một cách ngu ngốc, lại còn không biết trả giá mà còn đổi luôn 3 cân gạo lấy nửa cân lê xấu này. 1kg 2 cân, của Trung Quốc. Lúc đó, đã 5 năm trôi qua kể từ khi xảy ra tận thế, để nuôi cả một căn cứ không chỉ nhờ vào việc thu thập vật tư mà còn nhờ vào việc tự trồng tự ăn. Tuy nhiên, trồng lúa chiếm nhiều đất, thời gian chín tương đối dài, việc thu hoạch và chế biến cũng rất phiền phức, ít có căn cứ nào có thể dành nhiều tâm sức cho việc trồng lúa trên diện rộng. Hầu hết các loại cây như khoai tây, khoai lang đỏ đều được trồng để thay thế lương thực chính, dễ đảm bảo sản lượng. Vì đang là thời kỳ đói kém nên gạo rất đắt, chỉ có một số người tài đứng đầu căn cứ mới được ăn. Những quả lê kia vừa xấu vừa cứng và chua, mãi sau này cô mới biết lê này được hái ở một ngôi làng cách đây không xa, đó là một cây lê già, quả cứng và chua, chỉ có trẻ con mới thích hái ăn. Nó chưa kịp chín thì đã bị hái xuống nên cứng như đá, cắn muốn e răng, để cho bọn trẻ con ăn tạm để thỏa mãn cơn thèm ăn còn được chứ bán thì không ai thèm mua. Cho nên liền chặt chém Lạc Giả, nhưng hắn không biết, hắn còn nghĩ cô thích là được. Sơ điều biết làm gì ngoài cắn răng chấp nhận. Người này là ông xã của cô, phá cũng phá rồi, còn có thể làm gì được nữa. Lần này cũng vậy, cũng biết là không đáng, hắn vẫn bị chặt chém, mà hắn cũng vẫn mỉm cười. Cũng không thể để cho hắn biết bản thân đã lớn như vậy, đi mua chút đồ lại bị người ta chặt chém mà còn cắt cổ nữa, rất là mất mặt đó. Đây là tấm lòng của hắn, Sơ Điều không thể nói thẳng là nó không đáng giá, đành phải nhận lấy. Tuy rằng tức đến nội thương, nhưng Sơ Điều rất thích, không nghĩ tới sau này khi tìm tới thì ông chủ quầy hàng đã đóng cửa, chắc là đã khiêng quầy hàng chạy rồi. Nội tâm Sơ Điều hơi rối rắm, nhưng sau đó cô lại lộ ra khuôn mặt tươi cười xinh đẹp nhất, duỗi tay phải ra trước mặt hắn, nhẹ giọng làm nũng, đeo giúp. Em đi. Mua cũng mua rồi, nhất định phải khiến nó càng trở nên có giá trị mới được. Đây là món quà hắn tặng, hơn nữa còn tự tay hắn đeo cho cô, nghĩ theo cách này thì cô cũng không thấy khó chịu nữa. Lạc Giả nhìn cô không nói gì, hắn nắm lấy móc khóa ở hai đầu của chiếc vòng tay, vòng chúng qua cổ tay mảnh mai của cô rồi cài móc lại. Vòng tay hơi dài một chút, đoạn dư lại biến thành một cái đuôi nhỏ, nhưng mà như vậy nhìn cũng rất đẹp. Sơ Điều khẩy khẩy mặt dây hình lá bạch quả, cười híp mắt, em rất thích, cảm ơn A Giả. Trông rất hợp, cô rất thích. Ngày họ chính thức xác định mối quan hệ ở kiếp trước chính là trên đại lộ bạch quả. Lạc Giả nhìn cô rồi thở phào nhẹ nhõm, may mà chủ quầy hàng không lừa hắn. Cô thích thì tốt rồi. Phố đi bộ cũng không thấy gì khác để xem, Sơ Điều cũng sợ hắn lại mua đồ lung tung, nên vội vàng kéo người đi. Khi rời khỏi nội thành của khu 1, dường như cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi lướt qua trên phố, nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra đó là ai và tại sao lại thấy quen. Cô mơ hồ cảm thấy dường như mình đã quên điều gì đó, nhưng lại nhanh chóng bỏ nó ra sau đầu. Quay lại khu 9, mẹ Chu đã nấu xong bữa tối, mọi người đang đợi họ về để ăn tối. Bữa tối vẫn rất phong phú, gần như dùng tất cả những thứ tốt đẹp để chào đón Sơ Điều gia nhập với bọn họ. Mặc dù Lạc Giả chưa bao giờ đích thân thừa nhận mối quan hệ của họ, nhưng rõ ràng mối quan hệ không phải bình thường. Hơn nữa, từ hiểu lầm lúc trưa bọn họ có thể nhìn ra không phải hắn không quan tâm, chỉ là họ chưa thấy hắn quan tâm mà thôi. Trong lòng mọi người đều hiểu cho dù cô không phải là bạn gái thì đối với Lạc Giả mà nói, cô gái đó cũng là người đặc biệt. Về phần Sơ Điều, cô đương nhiên rất vui khi được họ chấp nhận và trở thành thành viên mới của nhóm. Tham gia vào đội của anh ấy, tham gia vào quá khứ của anh ấy, là bạn đồng hành của anh ấy, chiến đấu bên nhau, đó là những gì cô luôn mong muốn. Sau bữa tối, mọi người ngồi nói chuyện phím dưới gốc cây trong sân, dưới tàn cây treo một ngọn đèn năng lượng mặt trời, mấy người họ vẫn tiếp tục chơi cờ, Sơ Điều vừa ăn hạt dưa vừa xem họ chơi, Lạc Giả và Thôi Ngu nhàn nhã ngồi uống trà, mẹ Chu thì ngồi đan áo len và khăn quàng cổ mùa đông. Nhờ Lạc Giả nên bọn họ không cần thực hiện nhiệm vụ tuần tra hàng ngày nữa, cuộc sống trong sân nhỏ cũng trở nên nhàn nhã thoải mái.
Nhưng tất nhiên họ sẽ không quên rằng để có được những năm tháng yên bình này đều nhờ Lạc Giả mang lại cho họ. Chu Mạc thấy Sơ Điều rất thích cờ bay, vì vậy cậu hỏi cô, Điều Điều, cô có muốn chơi không? Sơ Điều vừa cắn hạt dưa vừa lắc đầu. Thấy vậy Chu Mạc cũng không hỏi gì nữa, tập trung lập kế hoạch để đánh bại một trong những con cờ bay của Vi Hào. Lạc Giả đang uống trà bên cạnh, bàn tay cầm tách trà hơi dừng lại. Điều Điều. Những người khác dường như không quan tâm đến xưng hô này, không biết từ lúc nào bọn họ đã biết tên cô, mà hắn lại còn chưa biết tên cô. Sơ Điều đang ngồi đối diện Lạc Giả, cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn mình, cô phải nhẹ vỏ hạt dưa trong tay, dùng ánh mắt hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Lạc Giả cầm cái chén áp lên môi, hơi cụp mắt xuống, nhẹ giọng lặp lại hai chữ, Điều Điều. Đôi mắt Sơ Điều xinh đẹp như sao trời, dưới ngọn đèn ẩn hiện một tia sáng lấp lánh, cô đáp, em đây. Lạc Giả lại không nói gì, Sơ Điều chỉ băn khoăn một hồi rồi lại đưa mắt nhìn bàn cờ. Lạc Giả nhìn cô gái ngồi phía đối diện, không hiểu sao hắn cảm thấy trong lòng rất dễ chịu, nhưng hắn không có lý do gì để cảm thấy như vậy. Ngồi một lúc, hắn đặt tách trà xuống đứng dậy, cô thấy vậy cũng đứng dậy theo. Lạc Giả nhìn cô, tôi về Đông Viện. Sơ Điều cũng nhìn hắn, em biết mà. Chính vì biết hắn muốn về Đông Viện nên mới đứng dậy đi về cùng với hắn nè. Lạc Giả ra hiệu cô nhìn Thôi Ngu, cô ở chung với Thôi Ngu. Nam nữ khác biệt, cô ở chung với hắn không thích hợp, danh tiếng của người con gái là quan trọng nhất, hắn không thể khiến cô bị ảnh hưởng. Hơn nữa, Thôi Ngu cũng đồng ý sống chung với cô. Sơ Điều trợn to hai mắt, hiển nhiên là không biết chuyện này, cô như thú nhỏ bị bỏ rơi đáng thương nhìn hắn, hy vọng hắn sẽ thay đổi quyết định. Tiếc là Lạc Giả vẫn không thay đổi, hắn chỉ để lại một câu, đừng đi theo, rồi bỏ đi mà không ngoái đầu lại. Sơ Điều cũng không còn cách nào khác, tức giận ngồi xuống. Mẹ Chu mềm lòng, không nỡ nhìn cô buồn bực, nói, hôm nay có chút vội vàng. Ngày mai cô dọn phòng mới cho cháu, đêm nay cháu cứ ngủ cùng với Tiểu Ngu đi. Sơ Điều liền cảm thấy xấu hổ, lại cô không có mặt mũi để nói rằng cô không muốn tách khỏi Lạc Giả, chỉ nói, không cần đâu, cháu ở chung với chị Ngu cũng được. Nơi ở tạm thời cứ vậy được quyết định. Phòng của Thôi Ngu rất lớn, kê thêm một chiếc giường cũng không vấn đề gì. Vào đầu đêm, cô ngủ một mình trên một chiếc giường, so với quãng thời gian trước thì thoải mái hơn nhiều. Nhưng cô lăn qua lăn lại hồi lâu vẫn không ngủ được, hiện tại cô đang ở chung với người khác nên cô cũng không dám cử động nhiều vì sợ đối phương bị đánh thức, cô mất ngủ cả đêm. Đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng buồn ngủ, nhưng cũng ngủ không yên. Lúc này ở Đông Viện, Lạc Giả về phòng từ rất sớm cũng bị mất ngủ, tinh thần rõ ràng buồn ngủ, nhưng cơ thể lại không thể vào giấc được. Luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nên thiếu một cái gì đó. 3 giờ sáng, Lạc Giả vẫn còn đang đấu tranh với cơ thể, tinh thần kiệt quệ nhưng cơ thể lại tràn đầy khí lực, muốn ngủ nhưng không ngủ được. Hắn xoay người, định ngồi dậy hít đất thì ngoài cửa vang đến tiếng đập cửa dồn dập. Lạc Giả, anh mau ra đây xem Điều Điều đi, cô ấy bị sốt rồi, cơ thể rất nóng, còn nói mê sảng nữa. Giọng của Thôi Ngu chưa bao giờ tràn đầy lo lắng như vậy. Lạc Giả vội vàng xuống giường, ngay cả áo cũng chưa mặc tử tế đã vội đi ra ngoài. Thôi Ngu ôm Sơ Điều đang bất tỉnh, mặt cô đỏ dị thường, trên mặt Thôi Ngu lộ vẻ lo lắng. Thôi Ngu lại sờ lên trán Sơ Điều, lập tức cảm thấy nóng đến mức phải thu tay lại, giọng điệu lo lắng nói. Ban đêm cô ấy đột nhiên phát sốt, không biết đã sốt bao lâu nữa. Tôi đã đo nhiệt độ rồi, 39 độ 2, cũng đã cho cô ấy uống thuốc hạ sốt, dán miếng dán hạ sốt nhưng đều không có tác dụng, còn khi thì than nóng khi thì kêu lạnh, cô ấy liên tục gọi tên anh, ngủ cũng không yên, cứ đòi gặp anh. Tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa cô ấy đến đây. Lạc Giả nhìn cô gái đang hôn mê dựa vào vòng tay của Thôi Ngu, khuôn mặt nóng đến đỏ bừng, tóc ướt đẫm mồ hôi, còn hơi bất an mà run rẩy. Cô liên tục nói mê, gọi đi gọi lại tên hắn, A Giả. A Giả, đừng đi. Đừng bỏ em lại. Đừng. A Giả, em sẽ không đi. Cô dường như đang bị mắc kẹt trong cơn ác mộng,
Có gì trong giấc mơ mà lại khiến cô sợ hãi như vậy? Trái tim Lạc Dạ thắt lại, hắn cảm thấy khó chịu như bị kim châm. Hắn vươn tay ôm ngang cô gái trong vòng tay Thôi Ngu, ngay khi cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn, liền chủ động trèo lên, nhào vào vòng tay hắn, nhỏ giọng nức nở, "A Dạ, em đau quá." Lạc Dạ gật đầu cảm ơn Thôi Ngu, đóng cửa lại, bế cô đến bên giường, nhưng vừa định đặt xuống, liền bị cô ôm lấy cổ, nhất quyết không chịu buông ra. "Đừng." Cô rất kháng cự, sợ rằng sau khi buông ra thì người mà cô cực khổ tìm kiếm trong mộng sẽ biến mất. Trái tim của Lạc Dạ cũng đau nhói theo, hắn không chắc cô có nghe thấy lời hắn nói không, nói chuyện một cách dịu dàng, "Ngoan, buông tôi ra đã, cô đau chỗ nào, để tôi xem được không?" Sơ điều sốt đến mơ hồ, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói của hắn, ôm cổ hắn khóc thút thít, mơ hồ không rõ, "A Dạ, có phải em đã chết rồi hay không?" "Cô sẽ không sao đâu." Lạc Dạ dứt khoát nói. "A Dạ, anh đừng đi." "Tôi không đi." "Đừng bỏ em lại." "Sẽ không." "A Dạ, em nóng quá." Cô lại mơ mơ màng màng kêu lên, muốn cởi quần áo của mình ra. Con ngươi của Lạc Dạ khẽ co lại, ánh mắt hoảng loạn trong chốc lát nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, ôm chặt cô không cho cô động đậy, rồi dùng dị năng của mình hạ nhiệt độ cơ thể bản thân xuống, lông mày và lông mi của hắn nhanh chóng phủ một lớp sương lạnh. Sơ điều vốn thích lạnh, nên cô dán mặt lên người hắn để hạ nhiệt, nhưng cái này chỉ trị ngọn không trị gốc, cơ thể cô nóng bừng rất khó chịu, theo bản năng dựa sát vào người hắn. Lạc Dạ ôm cô không buông, hắn cũng không thể buông ra. Một lúc sau cô lại bắt đầu kêu lạnh, lạnh đến mức hai hàm răng rung lập cập, toàn thân rung lên, muốn đẩy cái người lạnh như tảng băng kia ra nhưng không đẩy được. Cơ thể nóng lạnh đan xen, thần trí mơ hồ, toàn thân đau đớn, như có thứ gì đó muốn thoát ra khỏi cơ thể của cô, va chạm khắp người khiến cô đau tận xương tủy, đau đớn không chịu nổi. Lạc Dạ lại tăng nhiệt độ cơ thể để giữ ấm cho cô, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến tận bình minh, tình trạng cơ thể Sơ Điều vẫn chưa có dấu hiệu tốt lên. Thôi Ngu không biết, nhưng Lạc Dạ biết trạng thái của Sơ Điều không phải là một cơn sốt bình thường, mà là điềm báo cho việc thức tỉnh dị năng. Sốt cao, nóng lạnh đan xen, đau cơ, đau khắp người, đói không chịu nổi, chẳng hạn như không bao giờ no. Mỗi người có một dấu hiệu khác nhau. Những người thức tỉnh dị năng thường phải trải qua sự tra tấn dã man, có khi trong 1-2 ngày, họ có thể có được dị năng nếu chịu đựng được, còn những người không thể chịu được thì nhẹ thì trở thành tàn phế, điên loạn, nặng thì gân cốt đứt đoạn, mạch máu phình to, bạo thể mà chết. Hầu hết mọi người trên thế giới chỉ biết rằng dị năng giả rất cường đại, nhưng bọn họ không biết những nguy hiểm mà họ phải trải qua. Buổi sáng, Thôi Ngu và những người khác đến thăm, bọn họ đứng ngoài cửa hỏi hắn xem có cần mời bác sĩ hay không, nhưng Lạc Dạ khàn giọng từ chối. Khi dị năng giả thức tỉnh dị năng giống như đi dạo một vòng quỷ môn quan, chỉ có thể tự vượt qua, mà hắn ngoại trừ có thể giúp đỡ cô một chút khi cô không thoải mái thì còn lại cái gì cũng không làm được. Sơ Điều bị sốt rất lâu, so với lúc hắn thức tỉnh còn dữ dội hơn, nếu là người bình thường thì đã sốt đến khùng luôn rồi. Đã 2 ngày trôi qua, cơn sốt của cô vẫn chưa thuyên giảm, cơn đau không phải lúc nào cũng xuất hiện, mà đã xuất là kéo dài rất lâu, người cô như muốn nổ tung, đau đến mức ý thức mơ hồ. Ngón tay cô bất an siết chặt áo sơ mi của Lạc Dạ, áp đôi môi nước nẻ của mình lên cổ anh. 2 ngày liên tiếp bị tra tấn dã man khiến cô rất yếu ớt, trong người không còn sức lực. Cô bước vào thời kỳ thức tỉnh, bao lâu thì Lạc Dạ ôm cô bấy lâu, một giọt nước chưa đụng, đôi mắt cũng chưa nghỉ ngơi tí nào, từ đầu đến cuối chưa từng buông cô ra, hết lần này đến lần khác nhẹ nhàng an ủi cô khi cô cảm thấy không thoải mái. Cũng có lúc Sơ Điều tỉnh lại, nhưng cơn đau trên người khiến cô không còn sức lực để làm việc khác. Kiếp trước cô vẫn luôn là một người bình thường, có thể do cô đã thay đổi các sự kiện ở kiếp trước cho nên mới xảy ra chuyện cô thức tỉnh dị năng. Chỉ là không biết liệu sự thay đổi này là tốt hay xấu mà thôi. Cô đã tận mắt chứng kiến cậu bé duy nhất sống sót cùng mình sau khi bị đuổi xuống xe, sau khi thức tỉnh dị năng không thành công, mạch máu toàn thân bị vỡ, không một phần da nào còn nguyên vẹn. Cuối cùng,
cậu ta nổ tung mà chết, vừa đáng thương vừa đáng sợ. Cô sợ rằng mình cũng vậy, cô không muốn A Giả thấy bộ dáng mình như vậy. Cô hơi vùng vẫy muốn đẩy Lạc Giả ra, nhưng cô bị ôm chặt đến mức không thể cử động được. Giọng cô nghẹn ngào, xấu lắm. Mặc dù cô nói không đầu không đuôi, nhưng bằng cách nào đó Lạc Giả vẫn hiểu cô lo lắng cái gì. Hắn nghĩ đến tình huống có thể xảy ra với cô, trái tim hắn lại nhói lên những cơn đau dày đặc. Hắn bất lực nhìn cô mất đi khát vọng sống sót, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trái tim hắn, hắn nói với giọng điều kiện. Định, cô sẽ không trở nên như vậy, sẽ không có chuyện gì. Không biết cô có nghe thấy hay không, cô lại rơi vào hôn mê, lại bắt đầu một vòng đấu tranh mới với cơ thể mình. Mấy ngày này trôi qua quả thực dày vò mọi người, biết rõ là rất nguy hiểm nhưng không ngăn cản được, biết cô đau lắm nhưng không thể làm gì được. Hồi đó, Lạc Giả đã thức tỉnh dị năng của mình khi tận thế ập đến, tuy nguy hiểm không kém, nhưng hắn chỉ phải chịu đựng một ngày là xong, còn Sơ Điều lại phải chịu đựng suốt 3 ngày. Ban đêm vắng lặng, trăng khuyết đậu trên giếng cổ trong sân, Đông Viện đã đóng chặt cửa 3 ngày. Lạc Giả cảm thấy người trong lòng mình dần dần bình tĩnh lại, hắn không thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người kia, nhưng có thể thấy vết đỏ ửng trên mặt cô đã nhạt đi, lông mày bắt đầu giãn ra, ngón tay vì đau mà bấu chặt áo hắn cũng dần thả lỏng, nhưng vẫn nắm lấy áo hắn, vùi mặt vào trong lồng ngực hắn, hô hấp đều đặn. Thời kỳ thức tỉnh cuối cùng cũng đã trôi qua. Thần kinh căng thẳng mấy ngày nay cuối cùng cũng thả lỏng, đột nhiên có chút choáng váng. May mắn thay, cô vẫn ổn. A Giả. Cô gọi hắn trong giấc mơ của mình. Hả? Người đàn ông nhẹ nhàng đáp. Cánh tay vẫn luôn bất động đã cứng ngắc, lúc này vừa động một tí thôi liền run lên, nhưng hắn vẫn không buông người ra. Cô gái trong giấc mơ ngọt ngào vô thức cọ cọ làn da ấm áp của hắn, rồi an tâm chìm vào giấc ngủ. Người đàn ông hơi cụp mắt xuống, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô, đột nhiên không kìm lòng được cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô. Dường như hắn luôn không thể kiểm soát được bản thân, bắt đầu từ ngày cô gái này đột ngột xuất hiện. Khi nhìn thấy cô, trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác lạ lùng, không đành lòng nhìn cô buồn, thấy cô làm nũng thì không thể chống cự được, thấy cô tủi thân thì mềm lòng. Và lúc này, trong lòng hắn luôn thôi thúc bản thân hôn môi cô. Tác giả có chuyện muốn nói. Anh Lạc sẽ khôi phục trí nhớ, cho dù không có trí nhớ, hắn vẫn sẽ yêu Điều Điều theo bản năng của mình. Tôi là một người chuyên ngọt, không ngược không cẩu huyết. Ý nghĩa của Mi Đại Xuân Sơn, Thu Thủy Tiễn Đồng có nghĩa là lông mày màu lam sẫm, cong như đỉnh núi mùa xuân, mắt trong sáng như nước mùa thu. Từ tác phẩm Lâu Đài Trên Bầu Trời của nhà văn đương đại Đài Loan. Sơ Điều mơ thấy rất nhiều giấc mơ, tất cả đều là về kiếp trước của cô, phần lớn nửa đời sau của cô đều có liên quan đến hắn. Sau người thân của cô thì hắn là người thân thiết nhất, cũng là người duy nhất cô muốn ở bên cạnh. Nên dù trải qua bao nhiêu năm tháng nhưng từng kỷ niệm khi lần đầu cô gặp hắn vẫn rất sâu đậm. Ban đầu, tính tình của Lạc Giả thực sự rất lạnh lùng, hắn luôn hờ hững với mọi thứ xung quanh, mặc dù hắn luôn không có tí phản ứng gì với cái đuôi phía sau nhưng không phải là không hề quan tâm, hắn vẫn luôn mặc kệ cô, chờ ngày cô chịu không nổi rồi từ bỏ. Sơ Điều không phải là người mạnh mẽ, khi còn rất nhỏ cha mẹ cô có công việc đặc biệt, luôn là ông nội chăm lo cho cô. Họ hàng của cô và thế hệ ông bà rất chiều chuộng con cháu, tuy là không chiều đến mức cô sinh hư nhưng cũng khiến cô trở nên mỏng manh yếu đuối. Sau này cha mẹ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mấy năm sau ông nội cô cũng qua đời, cô mới được nhà cậu nhận nuôi. Cha mẹ và ông nội đều để lại cho cô một khối tài sản lớn, không lo tiền bạc. Mặc dù không được nhà cậu cưng chiều nhưng họ cũng không đối xử tệ bạc với cô. Ngoài ra cô còn có một người em họ luôn bảo vệ cô, thân thế coi như nhấp nhô nhưng cũng coi như không quá đau khổ. Đau khổ lớn nhất có lẽ là vào năm đầu tiên xảy ra tận thế. Lục Giả cứu cô đi theo hắn, cho dù hắn có lập dị, thu mình, lãnh đạm và không dễ gần, nhưng cô vẫn khăng khăng một mực đi theo hắn. Cô không có kinh nghiệm sống, đối với người đã cứu mạng mình cô luôn nghĩ hắn là một anh hùng, cho rằng hắn là người tốt nhất. Ngay cả khi bị đối xử thờ ơ thì cô vẫn tin chắc rằng hắn là người tốt. Chỉ là thỉnh thoảng,
cũng có những lúc cô cảm thấy tủi thân. Đi theo Lạc Giả thường sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, an toàn hơn rất nhiều so với ở một mình. Mặc dù Lạc Giả không quan tâm đến cô, nhưng hắn đã quen với môi trường hoang dã cho nên thường có thể tránh những nguy hiểm đó. Miễn là Sơ Điều có thể theo kịp hắn thì cô không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn của bản thân. May mắn thay, lúc đó Lạc Giả không có đích đến, lang thang không mục đích nơi hoang dã, thỉnh thoảng tìm một nơi dừng chân vài ngày hoặc tìm biến chủng để trút giận khi tâm trạng không vui. Sơ Điều sợ hắn bỏ chạy, cho dù cô có sợ biến chủng đi chăng nữa thì hắn đi đâu cô liền theo đó. Hắn đi tìm biến chủng đánh nhau, cô tìm nơi an toàn trốn, đợi hắn đánh xong rồi mới bước ra ngoài. Nhưng dù sao cô cũng không có kinh nghiệm nên mấy lần đầu không được may mắn cho lắm. Có một lần đến một thành phố đổ nát bị biến chủng chiếm giữ, cô theo thói quen đi tìm một nơi an toàn để trốn, chỉ đợi Lạc Giả xả giận xong thì cùng nhau rời đi. Có một từ gọi là thiên tuyển chi tử, cô không bao giờ nghĩ rằng vận may của mình lại tốt như vậy, tìm đại một nơi ẩn nấp thì đó lại là lối vào hang ổ của bọn biến chủng, đến khi cô nhận ra thì đã quá muộn. Biến chủng đáng sợ gián sát sau óc, cô cứng ngắc không dám động đậy, sau lưng mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng cô. Khi người ta sợ hãi tột độ, tâm trí họ ngay lập tức trở nên trống rỗng, họ thậm chí không thể thực hiện phản ứng cơ bản để trốn thoát. Không phải cô chưa từng bị biến chủng tấn công mà đây là lần đầu tiên gần kề cái chết như vậy, móng vuốt của biến chủng chỉ cách cổ cô 1mm, chỉ cần gần thêm một chút nữa thôi là có thể cắt cổ cô. Cô đã làm tốt tâm lý sắp chết rồi nhưng trong giây tiếp theo, một thanh kiếm dài làm từ ngọn lửa xuyên qua đầu của biến chủng. Sau lưng cô ánh lên một tia sáng từ thứ bị ngọn lửa thiêu đốt, nó chói lóa đến nỗi cô không thể kìm được mà chảy nước mắt. Cơ thể nặng nề của biến chủng đè lên lưng cô, khiến cô tức ngực đến khó thở, mọi uất ức dâng lên tột đỉnh, những giọt nước mắt đã lâu không rơi bây giờ lần lượt chảy xuống. Cô thấy hắn vẫn luôn canh gác gần đó là vì biết ở đây không an toàn, hắn đã đợi đến lúc cô trốn vào đây. Chắc hẳn hắn đã chuẩn bị kỹ càng trước khi hành động nên mới có thể kịp thời ra tay vào thời khắc mấu chốt. Hắn không nhắc nhở cô nhưng cứu cô khi cô sắp chết, không phải là anh hùng cứu mỹ nhân cũng không phải là vì cắn rứt lương tâm, hắn làm vậy là có mục đích, cố tình khiến cô sợ hãi, để cô biết khó mà lui, tốt nhất là tránh xa hắn ra. Hắn rút thanh kiếm còn đang rực lửa đỏ, nhìn cô nói bằng giọng điệu lạnh lùng như cũ, lần sau, cô sẽ không gặp may như vậy nữa. Lần sau, hắn sẽ không cứu cô nữa. Sơ Điều hiểu được điều đó, cô càng chắc chắn rằng hắn cố tình làm vậy. Có một căn cứ cách đây 60 km, ở phía tây bắc. Nếu may mắn, cô xuất phát ngay bây giờ và sẽ đến nơi trước khi trời tối. Nói xong hắn liền phá vỡ cửa hang, nhảy vào sóng biến chủng đang dâng trào, chặn tất cả biến chủng ở cửa hang, ngọn lửa bùng cháy không biết bao lâu. Sơ Điều lao lực đẩy biến chủng đang đè trên người cô ra, đưa tay áo lau nước mắt, đứng dậy bước ra khỏi thành phố này, nơi này rõ ràng khiến cô sợ hãi mà cô vẫn dũng cảm đi vào. Sự bất bình khi bị hắn đối xử lạnh nhạt đã tích lũy đến một giá trị nhất định, dù có phá vỡ bao nhiêu bộ mặt, cô cũng không phải là người không biết tức giận, cho nên cô đã thực sự bỏ đi. Ở căn cứ không tốt à, chắc chắn tốt hơn là đi theo hắn. Không cần phải đối diện với khuôn mặt mặt lạnh của hắn nữa, cũng không cần lo lắng về chuyện tự nhiên có một con biến chủng xuất hiện sau lưng. Chỉ 60 km thôi, nếu may mắn thì chỉ mất nửa ngày là đến nơi. Không phải hắn đuổi cô đi à, cô cũng không phải là người không biết xấu hổ. Hắn xấu tính, lạnh lùng, cái gì cũng không giỏi, lại càng không phải anh hùng, lần trước nhìn thấy người ta bị nhốt mà chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Lần sau đến phiên cô bị nhốt thì hắn cũng sẽ không cứu, vậy nên cô cần gì phải lưu luyến hắn chứ? Khi cô tủi thân, cô cảm thấy mình chưa bao giờ lý trí như vậy, mình đã làm đúng, người có chính kiến lẽ ra đã bỏ đi từ lâu rồi, còn việc bị người khác coi thường mà vẫn như keo chó gián sát người ta thì lại mặt dày quá. Hôm đó trời xuân se lạnh, cô vừa đi được 7-8 km đã bị gió lạnh thổi một trận, nước mắt khô, người cũng nhát gan. Phía trước còn một chặng đường 50 km nữa, cô không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì trên đường, cảm giác phương hướng của cô không được tốt lắm ở nơi hoang vu. Phía sau là người mà cô vừa quyết định từ bỏ, chưa đầy 2 giờ,
khí phách của cô không còn nữa. Trong đầu của Sơ đều là cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ. Thiên thần nhỏ nói, giữa rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt, kẻ hèn nhát. Dù sao đây không phải là lần đầu tiên cô cảm thấy xấu hổ trước mặt hắn, so với tính mạng thì một chút thể diện này không quan trọng. Ác quỷ nhỏ bên kia lại nói, hắn lộ rõ sự chán ghét như vậy, cô không có mặt mũi sao? Còn muốn hắn coi thường cô tiếp à? Thiên thần nhỏ, cũng không phải là ngày đầu tiên hắn ghét cô, thêm một chút thì có sao đâu. Cô chỉ thấy hắn đuổi cô đi, sao cô không nghĩ tới lý do vì sao hắn đuổi cô đi? Tự tin lên, hắn đang lo lắng cô sẽ gặp nguy hiểm khi đi theo hắn. Ác quỷ nhỏ, đừng tự mình đa tình lắm vào rồi lại bị vả mặt bôm bốt. Hắn không thích cô vì cô yếu đuối lại còn ăn nhiều, còn có thể trở thành gánh nặng của hắn bất cứ lúc nào. Thiên thần nhỏ, không có cô hắn sẽ bị thương và không ai băng bó cho hắn. Ác quỷ nhỏ, cô nghĩ hắn sẽ thích cái kỹ năng băng bó đến chó còn chê của cô á. Thiên thần nhỏ, hắn lang thang một mình thật cô đơn. Ác quỷ nhỏ, sự tồn tại của cô sẽ chỉ tăng thêm gánh nặng cho hắn. Sơ điều ôm cặp sách đựng ít nước và thịt khô ngồi xổm xuống, chật vật che mặt. Cả ngày hôm nay không có mặt trời, bầu trời xám xịt, đã thế không khí còn lạnh lẽo, râm mát, một mình cô ở nơi hoang vu, chỉ cần nghĩ đến thôi là cô đã sợ chết khiếp rồi. Cô rất nhát gan, cô chắc chắn rằng trước khi trời tối cô sẽ không thể đến được căn cứ. Thiên thần và ác quỷ đánh nhau nửa tiếng, cuối cùng thiên thần đá văng tiểu quỷ vẫn đang tỏ vẻ nói có sách mách có chứng, cô ôm cặp đứng dậy, vòng lại con đường lúc nãy rồi chạy như điên. Cô nghĩ kỹ rồi, cô nhất định phải bám lấy hắn. Cô sợ chết, cô không còn đường lui, cô muốn đi theo hắn. Cho dù bị hắn ghét cũng không sao, cô sẽ cố gắng làm cho hắn bớt ghét mình. Ít nhất, cô có thể nói chuyện với hắn khi hắn ngồi một mình, mặc dù cô luôn là người nói và hắn trông có vẻ đang mất kiên nhẫn. Sơ điều chạy về hang động nơi họ tạm trú ngày hôm kia. Cô không chắc liệu hắn có quay lại đây sau khi rời khỏi thành phố đổ nát kia hay không, nhưng cô không biết tìm hắn ở đâu khác ngoài việc quay lại đây và chờ đợi. Cô đã bỏ đi hơn 4 tiếng đồng hồ. Dựa vào tốc độ của hắn, hang ổ của bọn biến chủng trong thành phố đó chắc đã bị hắn tiêu diệt rồi. Hắn rất mạnh, cô luôn biết điều đó. Trời tối rất nhanh, mới 5 giờ chiều thôi mà trong rừng gần như tối thui. Cô dựa theo trí nhớ của mình quay lại tìm hang động. Khu rừng bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ, vì tầm nhìn không tốt nên cứ nghe thấy tiếng gió thổi lá cây là thần kinh cô lại trở nên căng thẳng. Trong rừng không an toàn, hang động nơi bọn họ ở cũng không an toàn, chỉ có ở bên cạnh hắn là an toàn. Không có ánh sáng, cô ấy vấp phải một cái rễ cây ngã xuống, lại còn bị cành cây quệt một đường đau rát. Cô rất muốn khóc nhưng cô biết mình không thể. Một chút chán nản thôi mà cô còn không thể chịu được thì đi tới đâu trong thế giới này cũng không sống nổi, huống chi là đi theo hắn. Một chiếc giày bị đánh rơi, quần áo cũng bị tưa rách, trên mặt có những giọt máu rỉ ra, cô dùng sức xé rách một mảnh vải từ quần áo rồi che lại vì sợ mùi máu sẽ thu hút biến chủng tới đây. Hắn nói rằng lần tới hắn sẽ không cứu cô nữa, vì vậy cô phải cảnh giác và tự bảo vệ mình. Cuối cùng cũng tìm thấy hang động. Từ xa cô nhìn thấy ngọn lửa mỏng manh trong hang, hắn đã quay lại và đang nhóm lửa. Cô đứng tại chỗ do dự một lúc, có phần không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, đã bị đuổi đi rồi mà còn không biết xấu hổ quay về, thật sự là quá không biết xấu hổ. Sau khi trời tối ở trong rừng rất lạnh, quần áo bị xé toạc thủng một lỗ lớn, gió lạnh tràn vào trong, cô khoanh tay ngồi xổm xuống, cuộn mình thành một quả bóng. Hay là cứ ngồi tạm bên ngoài cái đã rồi đợi đến khi hắn ngủ rồi mới vào, ngày mai cô có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hoặc là đi ra trước khi hắn thức dậy thì đi ra rồi sau đó yên lặng đi theo hắn từ phía sau, tránh gặp mặt trực tiếp. Cô nghĩ rất đẹp, nhưng cô lại quên mất hắn là người có tính cảnh giác cao, một chút gió thổi cỏ lay còn có thể phát hiện ra, huống chi là một người sống sờ. Sờ như cô. Ngọn lửa nhỏ trong hang càng ngày càng cháy lớn, điều tiện lợi nhất khi sống cùng hắn ở nơi hoang dã là bạn không phải lo lắng về lửa, ngọn lửa trông rất ấm áp. Sơ điều chống cằm nhìn đống lửa, đôi mắt trông mong nhìn ánh lửa kia, hai tay vì lạnh mà đông cứng lại.
Cô thấy hối hận vì sao lúc đó mình lại không nhịn được tủi thân, cũng không nghĩ tới cô sẽ không thể sống được bao lâu nếu rời xa hắn. Dù gì cũng nên nhịn một chút, nhịn đến khi tới gần căn cứ hơn thì rời đi cũng được. Khoảng cách 60 km, không có bản đồ và không có cảm giác phương hướng, đi bộ thì còn lâu mới tới. Hắn nói nếu gặp may thì sẽ đến, còn không may thì chết. Ngọn lửa soi sáng hang động chiếu bóng hắn in trên vách hang, dáng người cao lớn mạnh mẽ, nhìn vào cảm thấy rất an toàn. Sơ Điều hít một hơi thật sâu, do dự không biết nên đi vào hay không. Đang lúc phân vân thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng sột soạt, vừa mới trải qua chuyện biến chủng kề sát sau lưng, cô bị dọa sợ đến mức ôm đầu, hét to gọi tên hắn, Lạc Giả. Cứu 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 với! Cô quên mất là hắn đã nói sẽ không cứu cô nữa, cũng đã quên mất sự mất tự nhiên vừa rồi, ngay lúc nguy cấp cô theo bản năng gọi tên hắn, chỉ nghĩ đến hắn, toàn tâm toàn ý ỷ lại hắn. Khoảnh khắc cô hét lên, một ngọn lửa hóa thành mũi tên bắn ra khỏi hang chính xác đâm vào sinh vật sống đằng sau cô. Sơ Điều run rẩy không dám quay đầu nhìn lại, người ngồi trong sơn động đi ra. Cô nhìn thấy bóng đen trên mặt đất đi tới, dần dần biến mất ở nơi không có ánh sáng, đi tới trước mặt rồi đi ngang qua cô, cúi người cầm cái gì đó lên rồi quay về hang động. Sơ Điều ngẩng đầu nhìn thứ hắn đang cầm trên tay, là một con thỏ đã chết. Cô xấu hổ che mặt. Con thỏ đó to gấp 5 lần con thỏ bình thường, cũng là loài đột biến. Biến chủng cũng được chia thành nhiều loại khác nhau, so với những siêu biến chủng khoác trên mình bộ giáp cứng và trông rất khủng khiếp thì loại chỉ thay đổi kích thước như này chỉ là động vật nhỏ, không những không lực công kích mà còn rất sợ người. Có lẽ lúc nãy nó không phải muốn tấn công cô, mà là đang hoảng loạn chạy trốn sau khi nhìn thấy cô. Các loài biến chủng đều có thể ăn được, không những vô hại đối với cơ thể con người mà thịt còn thơm ngon hơn, một số con còn có tác dụng đặc biệt. Nói chung, chỉ cần có thịt là đều có thể ăn được, biến chủng sau khi bị giết chết sẽ được vận chuyển trở về căn cứ dùng để ăn. Đây đã là lẽ thường, dù sao lương thực cũng khan hiếm, chỉ cần chứng minh được thịt của biến chủng có thể ăn được thì không có gì là không thể. Lạc Giả nhanh chóng xử lý con thỏ, nhổ sạch lông, mổ bụng, chôn nội tạng và các thứ khác xuống đất, sau đó đem con thỏ có kích thước như một con lợn sữa nhỏ trở lại hang động và xiên nó trên giá nướng. Lúc hắn làm những chuyện này động tác của hắn rất thành thạo, về mùi vị thịt nướng thì cô đã nếm thử, không ngon nhưng dù gì cũng có nêm nếm và rắc thêm muối, không có vị lạ, ăn được, ở nơi hoang dã như thế này thì cũng không có gì để đòi hỏi cả. Cô vẫn ngồi xổm ở đó, khi nãy hắn đi ngang qua cô hắn thậm chí còn không nhìn cô. Thịt nướng được một lúc thì mùi thơm dậy lên bay khắp không trung. Trước đây cô không ăn thịt thỏ, nhưng bây giờ nhắm mắt lại, bất cứ loại thịt kỳ quái nào cô cũng dám ăn, miễn là được nấu chín. Thịt thỏ biến chủng vừa tươi vừa mềm, lớp thịt ngoài cùng đã chín, hắn dùng một cái dao nhỏ cắt một miếng nhỏ, vừa ăn vừa tiếp tục nướng. Sơ Điều ngửi được mùi thơm, đáng thương nghĩ hắn thật sự rất là nhẫn tâm. Nhưng cô đã quen rồi. Hắn không quan tâm đến cô nhưng trong thời gian cô đi theo hắn, cuối mỗi bữa ăn sẽ còn một ít đồ ăn. Hắn không nói gì, nhưng Sơ Điều lại rất tự giác. Hắn chưa bao giờ lãng phí thức ăn. Lần này cũng vậy, cuối cùng hắn để lại một cái chân thỏ, vừa đủ cho cô ăn. Hắn đứng dậy đi ra khỏi hang, đi ra ngoài để kiểm tra. Ở đây không hoàn toàn an toàn, hắn cần phải tuần tra mỗi tối trước khi đi ngủ để tăng cường cảnh giác. Sơ Điều xoa xoa khuôn mặt lạnh lẽo vì gió lạnh thổi, chui vào hang, ăn thịt thỏ, thêm vài que củi vào trong đống lửa. Trước khi hắn quay về cô đến nằm ở chỗ cũ lúc trước của mình, quay lưng về phía cửa hang, quyết định giả chết đến cùng. Ở ngoài đó rất lạnh. Có lẽ là ngày hôm nay chạy loạn khắp nơi cộng thêm sợ hãi, cô hơi mệt rồi ngủ thiếp đi trước khi hắn quay lại. Cô có một giấc mơ, thấy mình trở thành một con thỏ và bị hắn nướng trên đống lửa. Cô choàng tỉnh. Người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn trong mơ đang nằm bên cạnh cô, mắt nhắm lại, hơi thở đều đều, khuôn mặt đang ngủ trông rất trầm tĩnh, nhiệt độ trên người nóng rực, là tên đầu sỏ đã nướng cô trong mộng. Cô dùng mắt mình miêu tả từng đường nét trên gương mặt hắn. Thật là đẹp trai. Mặc dù bây giờ A Giả vẫn lạnh lùng như vậy,
nhưng hắn của bây giờ trở nên hòa đồng hơn nhiều so với người không có bạn ở kiếp trước. Cô thích hắn của kiếp trước, cũng thích của hiện tại. Tất cả đều là hắn, những điều tốt nhất của hắn. Cô ngáp một cái, ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn rồi lại chìm vào giấc ngủ. Ngay sau kỳ thức tỉnh, đó là khoảng thời gian mệt mỏi nhất. Cô tiếp tục nằm mơ giấc mơ đó, nhưng lần này không phải bị nướng, cô đã biến thành một con thỏ và nhảy tung tăng trong khu rừng. Người đàn ông đang ngủ say bỗng cảm thấy khó thở, còn có một thứ gì đó đầy lông lá đang đè lên khuôn mặt hắn, khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy. Hắn giơ tay lên, nắm lấy thứ gì đó trên mặt, nheo đôi mắt ngái ngủ để nhìn. Lông trắng, xù xù, mập, có hai tai thỏ rủ xuống. Từ khi nào trên giường hắn lại có một con thú nhồi bông rồi? Hắn vô thức dùng ngón tay nhéo cái bụng mềm mại của con thỏ, cảm giác thoải mái và còn ấm áp đến lạ. Ngón tay hắn lại vô thức nhéo cái bụng mềm mại của nó, lần này lực tay mạnh hơn một chút, con thỏ bông đột nhiên phát ra tiếng khục khục. Con thỏ bông mở đôi mắt hồng hồng, dùng hai chi trước nho nhỏ dụi mắt, mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, a giả. Cổ tay đang nhéo con thỏ đột nhiên rung lên, con thỏ biết nói tiếng người rơi bịch xuống mặt hắn, phủ đầy lông tơ trên mặt hắn. Lạc giả bị dọa tới tỉnh hẳn. Người được trời chọn. Lạc giả ngồi xếp bằng ở trên giường nhéo nhéo mi tâm, đối diện hắn là một con thỏ đang ngồi xổm với cái tai cụp của mình. Ngủ một giấc, trên mặt có thêm một con thỏ biết nói tiếng người, bảo không giật mình là nói dối. Lạc giả rủ cánh tay đang xoa bóp giữa mày xuống, mắt to trừng mắt nhỏ với con thỏ ngồi ở trên gối. Con thỏ sơ điều cũng rất hoang mang, khi phát hiện bản thân thật sự biến thành con thỏ thì sự hoảng sợ của cô cũng không kém lạc giả là bao. Cô nhìn móng vuốt lông xù xù của mình, lại vuốt vuốt lỗ tai dài, quay đầu lại còn thấy sau mông có một cái đuôi tròn tròn ngắn ngắn, cô ngã ra sau, nằm liệt trên gối. Nhất định là cô vẫn chưa tỉnh ngủ. Lạc giả nhéo gáy cô nhấc lên trước mắt, đối diện với đôi mắt hồng hồng của cô, mang theo sự hoài nghi hỏi thử, điều điều. Sơ điều xuôi chân giả chết, nhất quyết không mở miệng thừa nhận. Nhưng lạc giả đã tin con thỏ này chính là cô rồi, bằng không thì giải thích vụ người đang nằm ngủ ở bên cạnh hắn bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một con thỏ biết nói như thế nào. Đây là dị năng của cô. Hắn lại hỏi. Sơ điều tiếp tục giả chết. Cô không muốn thừa nhận, nhưng đây đúng là dị năng cô mới vừa đạt được. Năng lực cụ thể là gì cô còn chưa rõ, nhưng việc biến thành con thỏ nhất định có liên quan đến dị năng. Năng lực biến thành động vật tuy đặc biệt nhưng cũng không hiếm, trừ những dị năng giả lấy các loại nguyên tố làm năng lượng giống lạc giả ra thì còn có đủ loại hình khác, có giống như người khổng lồ xanh hút biến thành người khổng lồ, có thể biến đổi màu sắc né tránh kẻ địch, còn có thể hóa nửa thú. Năng lực của dị năng giả cực kỳ đa dạng, chỉ có bạn không thể tưởng tượng ra chứ không có gì là không thể. Trong đó năng lực hóa nửa thú khá thường thấy, rất giống với dị năng hiện tại của sơ điều, nhưng mà người ta là hóa nửa thú, cô là biến tất, hơn nữa gen thú của người ta không phải gấu cũng là hổ báo, hoặc là tăng lực chiến đấu, gia tăng tốc độ. Mà cô thì, gen thú là con thỏ. Cái dị năng dễ rách này có ích lợi gì? Làm nũng sống qua ngày. Cô nghĩ tới nếu không thành công thức tỉnh dị năng thì cô sẽ chết, nghĩ tới dị năng có thể là một dị năng không phải rất mạnh, nhưng cô lại không nghĩ tới nó không chỉ có không mạnh, còn yếu đến mức làm người giận sôi. Cái dị năng này là tiến hóa ngược phỏng. Không móng vuốt, không giáp, kích cỡ thân thể cũng là kích cỡ của một con thỏ bình thường, có khi còn không đánh lại thỏ heo đồng loại biến dị, thật sự quá yếu. Cô nâng móng vuốt trộn lau đi hàng nước mắt không tồn tại, đôi mắt hồng hồng nhìn gương mặt tuấn tú bị phóng đại ra rất nhiều lần trước mắt, trong đầu nảy ra một câu không đúng lúc. Ông xã trong mắt thỏ vẫn rất đẹp trai. Trồng cây si xong, cô vẫn bị nhấc gáy, chân rũ ở trên không trung, nghiễm nhiên là một con thỏ sống không còn gì luyến tiếc. Cô vốn nghĩ, đời này dù không thể giúp hắn cái gì nhưng cũng không được trở thành trói buộc của hắn, nhưng hiển nhiên, dị năng của cô nói không với ý nguyện của cô. Một con thỏ mềm như bông thì có thể làm gì? Khiên gạch còn không khiên nổi. Cũng không biết là loại thú hóa này có thể khống chế được không nữa.
Bạn nhỏ trong lòng Sơ đều đã bắt đầu cuốn gói ra đi, bỏ nhà đi bụi. Lúc đang miên man suy nghĩ, cô phát hiện bản thân bị một bàn tay to kéo lấy, trên lưng xuất hiện một trận sờ soạng thoải mái. Người đàn ông cúi đầu xuống, trên gương mặt lạnh nhạt của hắn mang theo vài phần nhu hòa, một tay kéo chân sau cô, một tay xoa từ đầu đến lưng, lông thỏ rất mềm, lông xù xù, xúc cảm thực mềm xốp. Lúc đầu Sơ đều cảm thấy được sờ rất thoải mái, nhưng dần dần cô bắt đầu cảm thấy quái dị. Hiện tại đúng là cô là một con thỏ, nhưng đồng thời cũng là người, hắn vuốt ve cũng như trực tiếp đụng vào người cô, mới đầu còn muốn được vuốt ve mạnh hơn, nhưng một khi đã bắt đầu nghĩ xa ra, cô liền cảm thấy sống lưng tê dại, da thịt không chịu khống chế mà nóng đỏ lên. May mà còn có lông che chắn. Cô vội vàng duỗi chân, nhảy khỏi tay hắn, nhảy đi nhanh như đang có ma đuổi đằng sau. Cô sợ lạc giả lại tới bắt cô nên nhảy một mạch tới mép giường, sau đó do dự đứng ở trước độ cao có thể so với vách núi đối với một con thỏ. Nhảy hay không nhảy? Gãy chân trong lúc thú hóa thì khi biến về hình người có bị gãy chân luôn không? Cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông lười nhác dựa vào đầu giường, đang rất hứng thú xem cô nhảy nhót. Sơ điều. Cô rụt cái chân đang giơ ra về, quyết định giả vờ làm một con thỏ bình thường. Cô nằm sấp xuống, thân thể run bần bật. Thỏ nhát gan, bây giờ cô là một con thỏ bị giật mình. Lạc giả thấy cô vẫn còn đang giả vờ, gằn giọng hừ cười một tiếng, giơ tay bắt con thỏ về lần nữa, ngón tay xoa đám lông dày dưới hàm con thỏ. Móng vuốt không lớn, tính tình lại rất lớn. Con thỏ cúi đầu, răng cửa cắn cắn ngón tay hắn. Việc này đối với thanh niên mà nói là không đau không ngứa, hắn mặc cho cô cắn cắn nghiến răng. Sơ điều cắn một lát liền buông ra, còn liếm liếm dấu răng trên đó, cô không nỡ làm hắn đau. Lạc giả híp mắt nhìn, dựa vào đầu giường xoa bộ lông trên lưng thỏ, cách một lát lại trêu cô một chút, trêu đến mức Sơ điều phải đuổi theo cắn ngón tay hắn. Có lúc đàn ông trẻ con đến mức làm người ta cạn lời, hình như hắn đã coi cô thành một món đồ chơi, còn là túi làm ấm tay, ôm sờ suốt nửa ngày. Sơ điều không chịu nổi nữa, duỗi chân chạy thoát khỏi cái móng vuốt kia một lần nữa. Lần này cô có kinh nghiệm rồi, men theo khăn trải giường để trèo xuống, hai cái móng vuốt nắm lấy khăn trải giường, cuối cùng lại phát hiện khăn trải giường không đủ dài, thành ra cô bị treo lơ lửng ở giữa không trung. Muốn duỗi chân tìm chỗ để chân mà cô có cổ như thế nào cũng không với tới mặt đất được, ngay khi cô sắp từ bỏ để bản thân rơi tự do thì từ trên giường lại vươn ra một bàn tay, nhẹ nhàng đặt cô xuống mặt đất, lạc giả cũng xuống giường. Sơ điều nhảy về phía cửa, khi cô tới cửa, mệt đến nỗi thở hồng hộc thì người đàn ông phía sau mới chậm rì rì đi tới mở cửa. Con thỏ Sơ điều ngẩng đầu, lấy góc độ hiện tại nhìn lạc giả, chiều cao ưu việt vốn có của lạc giả ở trong mắt con thỏ chính là người khổng lồ. Thấy người khổng lồ chân dài giơ chân liền bước ra ngạch cửa, con thỏ yên lặng một lát, nhảy dựng lên cắn ống quần hắn đi nhờ xe, vượt qua ngạch cửa có độ khó cao đối với cô. Lạc giả cúi đầu, buồn cười bế cô lên, Sơ điều không dãy dụa nữa, ngoan ngoãn để hắn ôm đi. Lần đầu tiên làm con thỏ, phát hiện cái khoảng cách độ cao có chút ép khi còn là người, đối với một con thỏ mà nói thì là một lần mạo hiểm, trèo đèo lội suối. Lạc giả ôm con thỏ đi tới cạnh giếng rồi đặt cô lên trụ đá, kéo một xô nước đầy lên, đánh răng rửa mặt cho bản thân rồi mới giúp con thỏ rửa mặt đánh rắn. Thỏ sống không còn gì luyến tiếc, díp gờ. Lạc giả làm ướt khăn lông, con thỏ tự giác thò mặt qua dụi, dụi tới mức lông phát sáng mới dừng lại. Người đàn ông duỗi tay, con thỏ lại tự nhiên nhảy vào lòng bàn tay hắn. Con thỏ đã tự sa ngã rồi, con thỏ quyết định làm một con thú cưng ngoan ngoãn thông minh. Bên chủ viện đang chuẩn bị cơm trưa, trong lúc Sơ điều thức tỉnh dị năng, những người khác chỉ đi qua đông viện vào sáng ngày đầu tiên, thời gian còn lại cũng không dám quấy rầy. Họ cũng không rõ Sơ điều đến bao giờ mới tốt hơn nhưng vẫn luôn chuẩn bị một phần đồ ăn cho bọn họ, như vậy thì khi nào Sơ điều tốt hơn đều có thể ăn ngay. Trùng hợp là hôm nay là ngày căn cứ cung cấp thêm lương thực, vì lạc giả mà đồ ăn bọn họ được phát nhìn chung sẽ phong phú hơn các đội ngũ khác. Hôm nay còn có thêm một con thỏ biến dị, tổng cộng có 3 con, là bên tổng bộ phê duyệt cho.
biến chủng của thỏ không chỉ có vẻ ngoài không khác con thỏ bình thường là bao, thịt còn tươi ngon hơn, là loài đầu tiên ăn được bộ kỹ thuật phê chuẩn. Số lượng thỏ biến dị rất thưa thớt, còn rất khó tìm, người khác muốn thấy một lần còn khó, nhưng mà cũng đều vì lạc giả nên bên tổng bộ có gì tốt đều sẽ cho hắn, việc này làm bao nhiêu người ghen ghét không thôi. Thỏ biến dị còn được gọi là thỏ heo, một con lớn chừng một con heo sữa, cơm trưa mẹ Chu làm có một đĩa thịt thỏ cay, còn chưa đi qua cửa Thùy Hoa giữa hai viện mà mùi hương đã bay đến trước. Những người khác còn đang ngồi ở trong viện nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy lạc giả, trên mặt mọi người là sự vui vẻ có thể hiểu. Rốt cuộc thì lạc giả cũng ra rồi, chứng tỏ Điều Điều đã không sao rồi phải không? Điều Điều thế nào rồi? Thôi Ngu hỏi ra vấn đề mọi người muốn biết nhất. Lạc giả nghiêng đầu nhìn thoáng qua người đang định giả làm một con thỏ bình thường đang ngồi xổm trên vai hắn, cuối cùng cũng không chọc thủng cô, tìm một cái cớ hợp lý khác, không sao rồi, vẫn còn đang nghỉ ngơi. Mọi người nghe hắn nói như vậy hiển nhiên không hề nghi ngờ. Chỉ cần vượt qua kỳ thức tỉnh thì trên cơ bản đã không còn gì nguy hiểm, mà kỳ thức tỉnh cần tiêu hao một lượng năng lượng lớn, người mới thức tỉnh cảm thấy mỏi mệt là chuyện bình thường. Vừa hay mẹ Chu đã làm xong món cuối cùng, mọi người đi tới bàn ăn, lạc giả ngồi vào chỗ, đặt con thỏ trên vai xuống bàn, cạnh ghế ngồi của mình. Động tác này thành công hấp dẫn tầm mắt của mọi người, hôm nay hắn mặc một cái áo sơ mi trắng, con thỏ lại cứ ngồi xổm trên vai không động đậy gì cả, nhìn từ xa như một vật trang trí. Lúc hắn bế con thỏ xuống dưới mọi người mới phát hiện ra con thỏ kia là một con thỏ thật. Con thỏ cực kỳ có nhân tính mà ngồi xổm ở trên mặt bàn, mắt nhỏ hồng hồng quay tròn, hai lỗ tai rũ xuống như hai cái máy bay cứ động đậy, ba cánh môi nhẹ nhàng mấp máy như đang ngửi mùi, lông trắng nhung mềm mượt, cực kỳ đáng yêu, lập tức bắt được trái tim thiếu nam thiếu nữ của mọi người. Chu Mạc ngồi cạnh lạc giả, khi nhìn thấy con thỏ mắt cậu ta sáng rực lên, cậu vòng qua lạc giả, bắt lấy cái bàn, hận không thể dán mặt lên người con thỏ, mừng rỡ nhìn về phía lạc giả. Anh Lạc, anh nuôi thỏ từ khi nào vậy? Đều là thỏ nhưng cuối cùng thì vẫn không giống nhau. Con thỏ heo trên bàn ăn kia thân thể có thể to ngang một con heo sữa nhỏ, răng cửa rất lớn, chả liên quan tới từ đáng yêu tí nào. Mà có đôi lúc con người cực kỳ tiêu chuẩn kép, một bên ăn đầu thỏ cay rác, một bên khen một con thỏ khác đáng yêu, sự yêu thích còn bộc lộ rõ ra bên ngoài. Lạc giả nhàn nhã dựa vừa ghế nhìn con thỏ, trong mắt hắn nhiễm một tia ý cười, bắt đầu nuôi từ hôm nay. Đây cũng là thỏ biến dị hử? Chu Mạc cảm thấy rất tò mò, chẳng lẽ vì khác chủng loại nên hướng biến dị cũng khác nhau? Có tiến hóa về chiều ngang, cũng có tiến hóa về độ đáng yêu. Đại khái thế. Lạc giả nói một cách hàm hồ. Con thỏ hình như là ăn củ cải phải không? Em đi lấy củ cải cho nó ăn. Chu Mạc là người nhỏ tuổi nhất ở nơi này, thiếu niên 16-17 cực kỳ bốc đồng, nói là làm. Lạc giả còn chưa nói gì, Trọng Văn Kiệt đã nhắc nhở một câu, kỳ thật thỏ chủ yếu là ăn cỏ khô, củ cải là đồ hàng, miễn dịch của thỏ thấp, ăn củ cải sẽ dễ bị tiêu chảy. Thậm chí còn có thể dẫn tới tử vong, muốn cho nó ăn thì phải phơi khô củ cải trước đã, anh nhớ rõ trước kia mẹ Chu có phơi một ít củ cải thì phải. Chu Mạc nghe vậy thì gãi gãi đầu, đúng là cậu cũng không biết mấy vụ này thật, cậu chui vào phòng bếp nhanh chóng ôm một đống củ cải ra tới, sau đó bày củ cải khô ra trước mặt con thỏ, mặt đầy vẻ chờ mong nhìn nó. Nhưng mà con thỏ còn không thèm nhìn, nó bước tới trước mặt lạc giả, liếc hắn một cái rồi vươn móng vuốt lay lay chiếc đũa trước mặt hắn, sau đó chỉ vào thịt thỏ cay rát trước mặt, ý bảo hắn gấp cho mình. Lạc giả hơi hơi nhướng mày, buồn cười gấp cho cô một miếng thịt thỏ mềm nhất, sau đó cô liền ngồi ở trên bàn, ôm miếng thịt thỏ kia gặm. Những người khác còn đang khiếp sợ vì hành động đầy nhân tính vừa nãy, khi nhìn đến đây càng kinh ngạc không biết nên nói cái gì. Ok, thỏ ăn thịt, còn là thịt thỏ cay rát. Quả nhiên con thỏ của lạc giả nuôi cũng không phải là thỏ bình thường, tôi tình nguyện kêu một tiếng, đại ca thỏ. Sau khi sự khiếp sợ qua đi, Chu Mạc càng không nhịn được mà duỗi tay muốn sờ sờ đại ca thỏ, chỉ là hình như sau lưng đại ca thỏ có mọc một đôi mắt, cậu còn chưa đụng tới nó đã nhảy đi. Sơ Điều nhảy vào lòng ngực lạc giả, cảnh giác nhìn đối phương,
trong tay vẫn còn ôm miếng thịt thỏ cây kia, bộ dạng đáng yêu đến mức làm cho người ta càng ngứa ngáy khó nhịn. Trong mắt người đàn ông ánh lên ý cười, chậm rãi vuốt ve lông trên lưng nó, ngữ khí lười nhác, nhưng không khó nghe ra tính chiếm hữu mà bản thân hắn còn không tự biết, nó sợ người lạ. Nghĩa bóng, trừ hắn ra thì không ai được sờ. Lần đầu tiên gặp được một con thỏ ăn thịt, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ, chỉ tiếc là đại ca thỏ sợ người lạ nên vẫn luôn ngồi xổm trước người Lạc Giả, ngoại trừ Lạc Giả thì ai cũng không được sờ. Ngay cả khi được người khác gắp đồ ăn cho thì cô cũng không ăn, muốn ăn gì thì chỉ cho Lạc Giả gắp. Mọi người ai cũng ngạc nhiên, dáng vẻ linh hoạt kia không những không hề giống động vật mà còn vô cùng nhân tính hóa. Đại ca thỏ trông không lớn nhưng lượng cơm ăn vào lại không hề nhỏ, không những thế còn rất thích ăn thịt. Từ khi ngồi vào bàn cô đã ăn liên tục, chưa từng ngừng lại, như thể đã bị bỏ đói vài ngày rồi. Đối với Sơ Điều mà nói thì cũng không hẳn là đói bụng vài ngày, dị năng giả luôn cần phải nạp vào một lượng cơm lớn, thế nên khi vừa mới vượt qua kỳ thức tỉnh cô đã ăn như thể bụng cô không có đáy, ăn kiểu gì cũng vẫn cảm thấy không đủ no. Cũng may bây giờ cô là một con thỏ, ở trong mắt người khác thì họ cũng chỉ cho rằng cô ăn nhiều vì cô là một con thỏ có dạ dày vương, sẽ không liên tưởng đến bản thân cô, nếu không thì thật là xấu hổ biết bao. Lạc Giả đã trải qua thời kỳ này nên đương nhiên là hắn hiểu cô. Bữa ăn này hắn chẳng ăn được mấy, chỉ chăm chú gấp thịt, cẩn thận phục vụ cô như đang hầu hạ tổ tông. Mà hành động này của hắn chắc chắn là khiến người khác nhận thức lại về hắn một lần nữa, họ đều được mở mang tầm mắt. Bọn họ đã từng thấy khuôn mặt lạnh lùng không hề thay đổi của hắn trên chiến trường, từng thấy khuôn mặt lạnh nhạt không kiên nhẫn của hắn. Nhưng họ chưa bao giờ thấy hắn vô cùng kiên nhẫn và quan tâm đối với ai hay sự vật gì khác như lúc này. Lúc hắn nhìn con thỏ, ánh mắt và vẻ mặt của hắn tràn ngập sự dịu dàng không giống hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như đang có tâm trạng rất tốt. Bọn họ bỗng giật mình phát hiện, hóa ra A Giả cũng có lúc dịu dàng như vậy, chẳng qua còn phải xem đối tượng là ai mà thôi. Cũng có thể nói hắn vốn là người có nội tâm rất dịu dàng, chỉ là cách biểu đạt không tốt thôi. Mẹ Chu nhìn thấy sự tương tác giữa một người một thỏ này, trong lòng cảm thấy vô cùng mềm mại, đột nhiên nói một câu cảm thán, về sau Tiểu Giả chắc chắn sẽ là một người bố tốt. Mặc dù tính tình lạnh nhạt, nhìn như không có tình người nhưng ai hiểu hắn đều nói hắn rất tốt, cũng không phải thật sự là người không hiểu chuyện tình yêu, chỉ là sinh ra trong một gia đình lạnh lẽo khiến hắn theo thói quen biến mình trở nên lạnh như băng. Cũng không biết cách chính xác để biểu đạt sự quan tâm của mình như thế nào. Khi hắn chăm sóc con thỏ vô cùng dịu dàng khiến mọi người không khỏi nghĩ, về sau nếu hắn lên chức bố, hắn chắc chắn sẽ là một người bố tốt. Sơ Điều đang cố sức cắn một miếng thịt, đột nhiên nghe thấy một câu như vậy, lỗ tai dài giật giật, động tác nhai cũng chậm lại. Cô không khỏi nhớ tới chuyện kiếp trước. Kiếp trước bọn cô không có em bé, thế nên A Giả có phải là một người bố tốt hay không thì cô không biết, nhưng hắn chắc chắn là một người chồng tốt. Bọn cô ở bên nhau rất nhiều năm nên chắc chắn sẽ có lúc không kìm lòng được, nhưng mỗi lần như vậy hắn đều làm công tác bảo hộ rất tốt, không hề để phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Hắn nói hắn sẽ không để cô phải chịu nguy hiểm. Đối với phụ nữ thì mang thai và sinh con đều là những chuyện vô cùng nguy hiểm, trong thời kỳ tận thế này thì càng thêm không an toàn. Sống đầu đường xó chợ, không chốn dừng chân, cũng không có thiết bị kiểm tra và chữa bệnh, cho dù có thể bình an sinh ra đứa nhỏ thì để cho một đứa trẻ vì đi theo bố mẹ mà phải lớn lên trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy đều là một hành vi vô trách nhiệm. Bọn họ đã nếm qua đau khổ nên cũng không cần thiết để đứa nhỏ lại phải chịu khổ nữa. Ít nhất thì cũng phải chờ đến khi hắn có thể cho cô và đứa nhỏ có một tương lai vô cùng an toàn. Đến khi bọn họ có một cuộc sống vô ưu vô lo, khi ở nhà thì không còn gì buồn phiền lo lắng. Có đôi khi cô cũng sẽ nghĩ, nếu lúc ấy cô và hắn có với nhau một đứa con thì cũng tốt, vì có lẽ kiếp trước bọn cô sẽ vì đứa bé mà ở lại căn cứ, sẽ không gặp phải những chuyện xảy ra sau đó, hắn cũng không cần vì che chở cho cô mà gặp nạn, mà cô cũng có thể vì đứa nhỏ mà kiên trì sống tiếp. Nhưng cuộc đời không có nếu như.
cô có thể sống lại ở quá khứ và làm bạn với hắn ở thời điểm này đã là quá đủ. Tất nhiên là nếu đời này bọn cô có thể có đứa con của riêng mình thì lại càng tốt. Lạc Dã vẫn đang chăm cô ăn, thấy cô đang ăn bỗng nhiên dừng lại, không biết đang nghĩ cái gì thì khó hiểu hỏi, ăn no rồi. Nói xong còn sờ sờ bụng mềm của cô kiểm tra, ngón tay nhẹ nhàng trượt qua bụng dưới của cô. Sơ Điều vốn dĩ đang ngẩn người đột nhiên tỉnh lại, cô cuống quýt ôm lấy tay hắn, làn da dưới bộ lông đỏ lên trong nháy mắt. Muốn chết quá. Sao hắn có thể? Cô vừa thẹn vừa giận nhưng lại không thể mở miệng nói chuyện. Ai bảo trước đó cô đã cải trang thành con thở chứ? Sau khi ăn uống no đủ, Lạc Dã cầm khăn tay cẩn thận lau khô phần lông trắng muốt quanh miệng con thỏ, ngay cả móng vuốt nhỏ cũng không tha. Hắn nắm lấy đệm thịt tỉ mỉ xem từng cái móng vuốt xem có còn dính cặn thịt không. Tứ chi Sơ Điều chổng ngược lên trời, vừa mang vẻ một con thỏ không còn gì luyến tiếc vừa yên lặng hưởng thụ sự phục vụ của ông xã đẹp trai. Làm một con thỏ cũng không tồi nhỉ. Ít nhất thì A Dã đối xử với con thỏ rất tốt, còn có thể ôm ôm sờ sờ, không đúng, phải là bị ôm bị sờ. Đôi tai thỏ mềm mại gối lên gối mềm được đặt trên bàn, cuộn thành một cục lông tròn, hai chân trước cầm lấy cái tại đang rủ xuống của mình để chơi, trông vô cùng đáng yêu. Chu Mạc liếc mắt nhìn Lạc Dã đang quay đi vứt rác, vừa cố gắng lén lút lại gần đại ca thỏ, vừa vươn tay về phía cái đuôi tròn tròn kia. Cậu muốn sờ một chút. Tuy nhiên ngón tay chỉ còn cách một chút xíu nữa là chạm vào cái đuôi thì đại ca thỏ vốn dĩ đang nằm úp sấp đột nhiên quay đầu lại, con ngươi cảnh giác nhìn chằm chằm vào cậu. Lộ ra răng cửa hung ác. Bị bắt gặp, Chu Mạc ngượng ngùng rụt tay lại. Ai ngờ con thỏ đột nhiên nhảy lên, cậu hoảng sợ vội vàng đưa tay định đỡ thì lại bị tàn nhẫn đạp cho một cú vào đầu. Sau đó con thỏ từ trên đỉnh đầu cậu nhảy qua, cực kỳ chuẩn xác đáp xuống lồng ngực Lạc Dã. Lạc Dã cũng đúng lúc tiến tới đây, vô cùng ổn định đỡ được con thỏ từ trên trời bay xuống. Con thỏ víu vào sơ mi để bò lên vai hắn, vững vàng chiếm cứ nơi tự cho là an toàn nhất, sau đó lại nằm úp sấp xuống như một bãi bùn, ánh mắt hơi khiêu khích nhìn Chu Mạc. Lạc Dã thu hết tất cả hành động của cô vào mắt, hắn đưa tay gãi gãi cằm của cô, trong giọng nói mang theo ý cười, nhóc này. Còn biết dở chiêu cáo mượn oai hùng nữa đấy. Sơ Điều không quan tâm, cô tự hào về tài kỹ thế hiếp người của mình vì không phải con hổ nào cũng sẵn sàng cho cáo mượn sức. Thường thì sau khi ăn trưa Lạc Dã sẽ trở lại Đông Viện để nghỉ trưa, nhưng hôm nay hắn lại ở lại, hai chân trước của con thỏ đang vịn vào bàn tay đang cầm tách trà của hắn, vừa nhỏ giọng kêu vừa nhấp một ngụm trà, sau khi nhổ ngụm thứ nhất ra thì mới nuốt xuống ngụm thứ hai. Đã thấy qua con thỏ ăn thịt, giờ thấy cô dùng trà để súc miệng cũng không còn cảm thấy đây là chuyện kỳ lạ nữa. Mấy người vi hào rủ nhau đánh cờ bay, đôi mắt con thỏ sáng lên, cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi lồng ngực Lạc Dã. Cô ngồi chồm hổm trên mặt bàn, hai con mắt nhỏ ngấn nước nhìn bọn họ chơi cờ, dáng vẻ chăm chú kia thế mà lại có vài phần quen thuộc. Mẹ Chu cười nói, thật sự thì con thỏ này có chút giống với Điều Điều, Điều Điều cũng rất thích nhìn bọn họ chơi cờ. Lỗ tai dài của con thỏ giật giật, giả vờ như không nghe thấy gì. Lạc Dã thấy rất rõ nhưng cũng không vạch trần, ánh mắt đong đầy ý cười nhìn cô. Đại ca thỏ, nhóc có muốn chơi một chút không? Chu Mạc không sờ được đành tạm thời hết hy vọng, nhưng vẫn chưa chịu buông tha. Cậu đặt xúc xắc trước mặt đại ca thỏ, ánh mắt sáng lên nhìn cô. Sơ Điều cúi đầu nhìn, thấy hai chân có chút ngứa, cô nghĩ nhỡ đâu biến thành hình dạng con thỏ, cô có thể có thêm chút may mắn thì sao? Ông ảo tưởng như vậy, cô ôm lấy cái xúc xắc kia. Ở trong ánh mắt kinh hỉ của mọi người mà ổn định lắc ra con số 1. Sơ Điều. Ôi, tăng thêm may mắn, không hề tồn tại. Con thỏ không vui dùng một cước đá văng xúc xắc, sau đó chạy vào trong lồng ngực Lạc Dã tìm sự an ủi. Tủ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ lắc xúc xắc ra số 6, thực khiến người nghe thương tâm người thấy rơi lệ. Vì một khúc nhạc đệm nhỏ này mà cô nhanh chóng mất đi hứng thú xem đánh cờ, không những thể còn cảm thấy hơi mệt. Cô ngáp một cái, Lạc Dã hiểu rõ mà ôm lấy cô, sau đó đứng dậy quay về Đông Viện. Lạc Dã đặt cô lên gối đầu mềm mại, vốn dĩ cô định cố chống đỡ thêm một lát, cuối cùng vừa dính đầu vào gối liền ngủ mất.
có lẽ là sáng nghĩ gì đêm mơ đó nên cô lại có một giấc mộng. Trong mơ cô vẫn là một con thỏ, chẳng qua lần này là một con thỏ mẹ đang mang bầu. Thỏ mẹ ôm đống cỏ chuẩn bị cho thỏ con. Cô chờ lại chờ, cuối cùng cũng đợi đến ngày sinh, cô sinh ra một con thỏ nhỏ. Cô còn chưa kịp nhìn rõ thì đã tỉnh lại. Lạc Giả nhận ra con thỏ nhỏ của mình đột nhiên trở nên rất kỳ lạ sau khi thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, không biết đang lén lút ở sau lưng hắn làm gì. Nếu hắn thể hiện ra hắn đang cố tình tìm hiểu thì cô liền giả chết hoặc trốn tránh hắn. Nếu hắn cố ý biểu hiện ra dáng vẻ không quan tâm thì cô sẽ trốn ở sau cánh cửa rồi âm thầm quan sát hắn. Còn nếu hắn không kịp lúc phát hiện ra sự tồn tại của cô thì con thỏ nhỏ nhạy cảm này sẽ lại lén lút thể hiện cảm xúc của mình. Chú thỏ nhỏ có chút khó dỗ dành, hắn nhận ra cô không vui, vẫn luôn quay lưng lại và không thèm nhìn hắn, không cho sờ cũng không cho chạm, vừa lại gần liền nhảy đi thật xa, sau đó lại tiếp tục đưa lưng về phía hắn. Vừa không quá xa cách cũng vừa không cho người khác lại gần, cảm xúc mẫn cảm lại hay thay đổi khiến người khác không thể nắm bắt được. Lạc Giả vốn không phải là người tinh tế nên hắn chẳng thể suy đoán ra được tâm tư của một cô gái, cũng không đoán ra nỗi lòng của một cô gái thỏ. Mãi đến lúc cơm chiều, con thỏ cũng không ăn uống gì mấy, ăn qua loa mấy miếng đã bỏ chạy. Lạc Giả cũng không vội vã đi tìm cô, trải qua một buổi chiều quan sát thì phạm vi cô bí mật hoạt động chỉ nằm trong sân đông viện, cô chẳng thể chạy đi đâu được. Nhưng mẹ Chu vốn là người hiểu biết rộng, bà kéo Lạc Giả lại hỏi, cô thấy, có khi nào con thỏ của cháu đang mang bầu thỏ con không? Khụ, Lạc Giả phun ra một miệng toàn trà, bởi vì uống quá nhanh nên khiến cho cả người toàn là nước. Hắn bình tĩnh vũ áo sơ mi ướt nhẹp, vừa định nói không thể nào thì mẹ Chu đã liệt kê ra một đống bệnh trạng khác thường của con thỏ. Chiều hôm nay cô thấy nó ra sân kiểm tra cỏ khô, hẳn là định xây tổ đấy. Cháu không tin thì ra sân trước nhìn thử đi, con thỏ này chắc là đang mang thai rồi. Lời nói của mẹ Chu chắc chắn đến nỗi làm Lạc Giả cũng nhanh chóng nảy sinh ngờ vực. Lúc chiều thỏ nhỏ đúng là rất khác thường, nhưng nếu nói là mang thai thì không có khả năng. Người vẫn luôn ở dưới mí mắt hắn, sao có thể tiếp xúc với con thỏ được khác, với lại cô cũng không phải là thỏ thật. Bán thú nhân chịu sự ảnh hưởng của gen thú hóa nên sẽ xuất hiện một số tập tính của bộ phận thú đó, nhưng nó không thể xảy ra mà không có lý do, thật vớ vẩn. Cũng quá là không hợp lý. Lạc Giả không tin, chỉ cần tưởng tượng đến việc con thỏ có hành động khác thường là lại thấy không yên lòng. Hắn dứt khoát trở về đông viện trước đã. Hắn vừa mới bước vào sân liền nhìn thấy con thỏ đang vội vội vàng vàng chạy từ phòng tắm ra, trên bậc thang vẫn còn vương mấy cọng cỏ khô. Ánh mắt người đàn ông hơi cứng lại, nhìn chằm chằm con thỏ đang giả vờ ngoan ngoãn như không có việc gì xảy ra ở dưới chân, không nói được lời nào. Dường như cảm thấy không khí quanh hắn không được bình thường, con thỏ có chút sợ sệt lùi từng bước về phía sau, lát sau lại ngoan ngoãn lại gần cọ cọ vào người hắn. Lạc Giả làm ra tư thế định vào phòng tắm xem thử, con thỏ liền vội vàng kéo ống quần của hắn tỏ ý không cho phép, tuy nhiên điều này cũng chẳng thể ngăn hắn lại được. Cuối cùng, cô không còn cách nào khác, đành phải quên đi ý định giả làm thỏ ban đầu của mình, vội vàng mở miệng nói, a Giả, đừng đi vào đó. Bước chân của Lạc Giả dừng lại một chút, hắn ngồi xổm xuống ôm lấy cô, mặt đối mặt nhìn thẳng, hỏi, vì sao? Sơ Điều trốn tránh ánh mắt hắn, ấp úng không trả lời được. Vẻ mặt Lạc Giả có chút đăm chiêu, sau đó hắn im lặng sờ sờ bụng cô, hình như là có chút lớn hơn so với buổi trưa. Tác giả có chuyện muốn nói. Khụ khụ, mọi người đều biết, thỏ sẻ. Những ai đã từng nuôi thỏ, đặc biệt là thỏ cái thì có lẽ đều đã từng trải qua chuyện này, thỏ cái sẽ có hiện tượng mang thai giả. Lạc Giả biết việc này là vì em kế của hắn đã từng nuôi hai con thỏ, cả hai đều là thỏ cái. Nhưng bỗng nhiên đến một ngày một con trong đó có thai, em kế của hắn còn chạy đến khoe với hắn. Cuối cùng vài ngày sau, thỏ con lại biến mất, về sau hỏi bác sĩ thú y thì mới biết đó chỉ là mang thai giả. Sự thụ tinh không hiệu quả hoặc kích thích nội tiết tố có thể dẫn đến sự mang thai giả ở thỏ cái, và hiện tượng mang thai giả ở thỏ cũng khá là phổ biến. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi gen của thỏ nên Sơ Điều mới có phản ứng kỳ lạ như vậy.
Mặc dù hành động và cảm xúc đều bị ảnh hưởng nhưng tâm trí cô vẫn rất tỉnh táo, cô biết rõ mình đang làm gì. Cũng không phải là cô đang thật sự mang bầu thế nên việc xây tổ bằng cây nữ lang đều lén lút làm, không dám để cho hắn biết. Dù sao thì cái nguyên nhân mang thai giả này vẫn khiến người khác cảm thấy rất thẹn thùng. Cô nắm lỗ tai che đi mắt mình, có ý định tự lừa mình dối người. Lạc giả nhịn cười, một tay kéo cô lại, một tay lấy mấy cọng cỏ khô trên lưng cô xuống rồi trêu ghẹo cô, ngủ trong nhà không thoải mái nên muốn tự xây tổ ấm à. Hay là cô muốn đêm nay ngủ trong đó? Sơ Điều che mắt, lắc đầu liên tục, đó tất nhiên là không được. Xây tổ là hành vi bản năng của thỏ, nhưng cô vẫn thích ngủ chung với hắn hơn. Cuối cùng thì Lạc giả cũng không bước vào, dù gì thì cũng phải cho con thỏ nhỏ ít quyền riêng tư. Nếu khiến cô nổi nóng thì con thỏ này cũng có thể cắn người đó. Chuyện này thế là xong, Lạc giả hoàn toàn không nhắc đến chuyện mang thai, điều đó khiến Sơ Điều thở phào nhẹ nhõm, nếu không thì cô sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Buổi tối cô hoàn toàn tập trung vào việc xây tổ nên chẳng có tâm trạng ăn cơm. Bây giờ mọi chuyện đã lộ rồi, cô cũng không cần thiết phải tiếp tục lén lút nữa, bụng cũng theo đó mà phát ra tiếng kháng nghị. Cũng may là họ không thiếu đồ ăn vào lúc này. Ở phòng ăn có để rất nhiều món ăn, lúc chạng vạng mẹ Chu đã nhào và lên men bột mì, vốn định đợi đến ngày mai sẽ làm mì sợi và bánh bao, nhưng thật ra bây giờ chuyện này lại rất có ích. Mẹ Chu rất giỏi làm và nấu mì nên bà vẫn luôn bận rộn ở phòng bếp, cũng định làm thêm bữa ăn khuya cho mọi người. Mì được cắt bằng dao với độ dày vừa phải, nấu với nước canh được nấu một cách đặc biệt, ngon ngọt đậm đà. Vừa cho vào miệng thì bột mềm mà không nát, bên ngoài trơn nhẵn bên trong giòn giòn, phối với tương ớt mẹ Chu tự làm thì lại có thêm một hương vị khác, đó là bữa tiệc dành cho thị giác và vị giác. Sơ Điều là một cô gái lớn lên ở Lương Châu, không cay không vui, cô bỏ ba thìa ớt vào một bát mì lớn, ăn đến một giọt nước canh cũng không còn. Cô thỏa mãn xoa xoa cái bụng no nê của mình. Đại ca thỏ đúng là không giống với những con thỏ khác, ăn thịt ăn mì còn ăn canh, giống hệt như con người chúng ta vậy. Mặt con thỏ ngơ ngơ ngác ngác, giả vờ như không nghe hiểu, dựa vào vai Lạc giả từ từ tiêu hóa thức ăn. Bọn họ ở lại nhà chính một lúc lâu rồi mới quay về Đông Viện. Con thỏ nhảy lên giường, chiếm cứ vị trí đẹp nhất trên gối đầu rồi nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Lạc giả để lại một chiếc đèn LED mini ở đầu giường cho cô, sau đó cầm quần áo đi ra ngoài tắm rửa. Hôm nay không có cái đuôi nhỏ theo sau nên hắn quyết định tắm rửa đơn giản ở ngay trong sân. Cởi áo rồi ngồi xổm xuống gội đầu trước, sau khi gội xong thì cúi đầu nhắm mắt đi đến lấy khăn lau mặt đặt trên trụ đá, kết quả ngón tay lại chạm phải một quả cầu lông nóng hầm hập. Lạc giả ngẩng đầu lên, dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu, con thỏ trắng không biết từ khi nào đã lén lút chạy đến làm tổ bên cạnh quần áo của hắn, lưng hơi phập phồng. Hai cái lỗ tai dài đắp lên mình như một cái chăn nhỏ, vừa ngủ vừa ngáy khò khè. Cô nhóc này. Lạc giả không nói gì, chỉ bật cười. Thật là dính người. Hắn không dịch chuyển quần áo, chỉ vuốt ngược mái tóc ướt sũng của mình ra đằng sau, sau đó múc hai xô nước rồi bước vào phòng tắm. Sau khi tắm xong thì mặc áo choàng tắm vào rồi xoay người nhẹ nhàng ôm lấy con thỏ đang ngủ say trên quần áo bước về phòng. Đặt con thỏ lên trên gối đầu, còn hắn thì nằm lên cái còn lại. Thỏ là loài động vật sống về đêm thế nên không lâu sau Sơ Điều đã tỉnh lại. Cô vừa mở mắt liền nhìn về phía người đang ngủ bên cạnh, giữa hai người vẫn có một ít khoảng cách. Cô giật giật lỗ tai, dẫm lên gối đầu bước đến cạnh hắn, sau đó bám vào áo tắm để leo lên, đến khi bò tới lồng ngực hắn thì mới chịu nằm xuống, nghe thấy tiếng tim đập an ổn của hắn mới thấy an tâm. Các gen của thỏ hoạt động không ngừng khi đêm về khiến cô nóng ruột đến nỗi chỉ muốn mở rộng người ra nằm úp sấp. Sau một thời gian im lặng, cô lại bắt đầu ngồi không yên, lúc thì đi tới đi lui trên người hắn, lúc thì nằm úp sấp xuống chà sát mặt hắn. Lạc giả không chịu được sự làm phiền này, không còn cách nào ngoài cách đè cổ cô lại, giọng khàn khàn nói, đừng nghịch nữa, ngủ đi. Con thỏ nhỏ bị hắn nhéo gáy nên không dám nhúc nhích nữa, ngoan ngoãn làm ổ nơi trái tim hắn. Qua một lúc lâu, cô cũng cảm thấy buồn ngủ, mơ mơ màng màng dựa vào cái cổ đang tỏa nhiệt của hắn.
Ban đêm yên tĩnh không một tiếng động, trăng sao trốn sau màn mây, chỉ có đèn ở lầu canh ở bốn phía là vẫn hoạt động, thắp sáng thành phố cô đơn ẩn trong bóng tối này. Căn phòng vốn yên tĩnh chỉ có tiếng thở yếu ớt lại chợt lóe lên tia sáng trắng, con thỏ đầy lông đang dán sát vào cổ người đàn ông ngủ từ từ biến thành hình dạng một cô gái. Sáng sớm hôm sau, bên phía nhà chính loáng thoáng phát ra tiếng nói chuyện vô cùng náo nhiệt, Lạc Giả hơi động đậy, chỉ cảm thấy vai nặng trĩu, cánh tay tê dại. Hắn quay đầu, khóe miệng liền chạm phải một cái gì đó rất mềm mại. Lạc Giả hơi giật mình, người đang tựa vào cổ hắn ngủ không phải ai khác mà chính là cô gái đã khôi phục hình dạng con người. Tầm mắt không khống chế được mà dừng lại trên thân thể cô gái, môi màu phấn hồng, khô và mềm mại. Trên người cô có một mùi hương nhẹ nhàng, không nồng đậm như mùi nước hoa mà nó nhã nhặn nhẹ nhàng như làn gió mát, như có như không khiến kẻ khác nghiện, trong vô thức đã bị cô hấp dẫn. Hắn không kìm lòng được mà cúi đầu dựa vào ngày càng gần, mãi đến khi sắp dán lên cô thì mới chợt tỉnh táo lại. Hắn vội vã quay đầu đi, sau đó kéo cánh tay dưới cổ cô ra rồi ngồi dậy. Vì động tác có biên độ quá lớn nên Sơ đều bị làm cho tỉnh giấc. Cô mơ mơ màng màng ngồi dậy, dụi dụi mắt, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đi về phía cửa, bước đi vội vàng, có chút giống như đang chạy trối chết. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô rất vui vẻ với việc mình có thể khôi phục hình dạng con người. Làm thỏ thì tất nhiên sẽ được đối đãi tốt nhưng có những lúc cũng rất bất tiện. Với lại cô vẫn nhớ rõ lúc mình bị ghen thú hóa ảnh hưởng rồi làm ra chuyện ngớ ngẩn, vừa nghĩ lại liền cảm thấy then. Cô bắt đầu cảm thấy may mắn vì không cần phải đối mặt với hắn vào lúc sáng sớm. Nhưng lúc hắn ra ngoài cô liền lén lút trốn ra cửa, xác định người không có ở trong sân mới chạy nhanh đến nhà chính. Cô không biết là chân cô vừa chạm vào cửa Thùy Hoa thì sau lưng lại có một người đàn ông vừa bước ra từ phòng tắm. Người đàn ông mới chạy đi tắm nước lạnh xong, tóc vẫn còn dính nước, khóe mắt nhìn thấy bóng dáng cô nhẹ tay nhẹ chân chạy trốn, ánh mắt có chút lóe lên. Nhà chính có người ngoài đến chơi, nghe giọng nói có chút quen thuộc. Sơ đều đi qua cửa Thùy Hoa, vừa bước vào nhà chính thì bước chân cô liền khựng lại. Cô không thể nào ngờ được cô sẽ thấy mấy người tiểu kính ở chỗ này. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là trong khoảnh khắc cô nhìn thấy bọn họ, cô mới đột nhiên nhớ ra hồi trước trong tiềm thức luôn cảm thấy mình đã quên gì đó, hóa ra là cô đã quên bọn họ. Lúc trước bọn họ vì giúp cô tìm Lạc Giả mà đã cùng cô tới Giang Ninh, chỉ là nơi đó đã là một tòa thành trống. Sau khi rời khỏi Giang Ninh, bọn họ đã đi qua vài thành phố nữa nhưng đều không phát hiện ra dấu vết hoạt động của con người. Từ khi biến chủng ngày càng mạnh mẽ, khi làm việc bọn họ cũng càng phải trở nên cẩn thận. Kế hoạch tìm người cũng vì thế mà lần nữa gặp trắc trở. Nhưng Sơ đều không hề mất đi hy vọng. Mọi người cùng nhau tiến vào sẽ tạo ra mục tiêu quá lớn, gặp nguy hiểm cũng không tiện rút lui. Thế nên Sơ đều vẫn quyết định vào thành phố tìm kiếm một mình, những người khác sẽ chờ ở nơi an toàn bên ngoài thành phố tiếp ứng cô. Cô hiểu rõ biến chủng nên cô rất thành thạo trong việc né tránh biến chủng trong thành phố như thế nào. Cô đã phải mất rất nhiều sức lực để thuyết phục họ cho cô đi. Các cô ước định với nhau một khi gặp nạn, nhất định phải phóng đạn tín hiệu càng sớm càng tốt, mấy người tiểu kính sẽ nhanh chóng vào thành phố cứu cô. Vì để lúc nào cũng có thể giám sát được hướng đi của cô mà trên người và trên xe cô đều có thiết bị theo dõi. Nếu vị trí của cô dừng lại ở đâu quá lâu, bọn họ có thể căn cứ vào tình huống để phán đoán xem cô có đang gặp nguy hiểm hay không. Vào 5 ngày trước, khi bọn họ đi đến vùng phụ cận Bành Thành thì phát hiện biến chủng ở nơi đây vô cùng mạnh mẽ, họ cũng vì vậy mới phán đoán có lẽ có người đang sống ở Bành Thành, thậm chí có khả năng còn có cả căn cứ tồn tại. Nói cách khác, càng là nơi có sự tụ tập của con người thì biến chủng sinh sống quanh đó mới trở nên hung ác mạnh mẽ như vậy. Xét cho cùng thì việc chọn lọc tự nhiên, nguyên tắc sinh tồn của những con vật khỏe mạnh nhất và các biến thể đều giống nhau. Lúc đầu Sơ đều đề nghị để cô đi tìm hiểu trước, thế nên đi một mình vào thành phố, những người còn lại sẽ chờ ở vùng ngoại ô. Chỉ là ngày đó cô gặp được Lạc Giả, kích động và ngạc nhiên quá độ, cộng thêm việc mệt mỏi vì đã khóc quá nhiều nên đã tạm thời quên đi họ. Một khi một người bắt đầu quên điều gì đó, thì rất khó để nhớ ra nó,
Không những thế, sáng ngày hôm sau còn xảy ra chuyện vô cùng xấu hổ, chuyện chồng chuyện khiến cô chẳng thể nhớ được, cũng chỉ loáng thoáng cảm thấy hình như đã quên đi chuyện gì đó mà thôi. Còn cả ngày đó ở khu một nữa, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc chợt hiện lên rồi biến mất nơi đầu phố, bây giờ nhớ lại có thể đó chính là mấy người Tiểu Kính. Hôm đó cô đã cảm thấy vô cùng tủi thân vì những lời nói của nhân viên lễ tân, sau đó lại vì việc Lạc Giả kiêu ngạo phá của khiến cô rất đau đầu nên cuối cùng vẫn không để chuyện đó vào lòng. Khoảng thời gian sau đó cô liền tiến vào kỳ thức tỉnh, rồi lại biến thành con thỏ, tính đến ngày hôm nay thì đã 5 ngày trôi qua rồi. Sơ điều không dám tưởng tượng xem bọn họ ở đó đã lo lắng như thế nào khi cô không quay về, lại còn không có cả tín hiệu để lại, vừa lo lắng vừa truy tìm. Đến tận đây, cô nghĩ lại liền cảm thấy mình thật quá đáng, thế nên phản ứng đầu tiên sau khi nhìn thấy họ là chạy đi trốn. Chân định bước vào nhà chính dừng lại, sau đó cẩn thận rụt về, rón ra rón rén định rút lui. Cô tính đi đường cũ chạy về Đông Viện để tránh đầu sóng ngọn gió trước. Cô nâng tay che mặt, trong lòng nghĩ mình chết chắc rồi, Tiểu Kính chắc chắn là rất tức giận. Vẫn nên cẩn thận suy nghĩ cách để khiến cô ấy bớt giận trước đã. Chỉ tiếc là mọi việc không được như cô mong muốn, cô vừa bước qua cửa Thùy Hoa thì Chu Mạc đã nhìn thấy cô, có lẽ là vừa nghe thấy lời nói của Tiểu Kính liền chỉ về phía cô đang đứng bên này. Sơ điều trơ mắt nhìn mấy người Tiểu Kính vốn đang đưa lưng về phía cô đồng loạt quay đầu nhìn về phía mình. Ý muốn bóp chết Chu Mạc Sơ Điều cũng đã có rồi. Chu Mạc không biết cậu đã làm ra chuyện tốt gì, còn vô cùng vui vẻ ngoắc tay với cô, chị Điều Điều, chị dậy rồi hả, bọn họ tới tìm chị đó. Họ là bạn của chi à? Bây giờ có muốn trốn thì cũng không còn kịp nữa rồi, Sơ Điều cứng cổ quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt giận dữ của Tiểu Kính, cô cố gắng lộ ra một nụ cười lấy lòng, hi. Ở góc hẻo lánh bên ngoài sân, Tiểu Kính đang đi vòng vòng tại chỗ, cuối cùng nhìn sang Sơ Điều đang ngoan ngoãn đứng đó nghe giáo huấn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, Sơ Điều, em cũng thật giỏi nha. 5 ngày không hề liên lạc, em có còn coi bọn chị là bạn bè không hả? Xin lỗi. Sơ Điều không dám phản bác, thái độ xin lỗi vô cùng thành khẩn. Em nói đi, cho dù có tìm được bạn trai thì cũng phải báo tin trước cho bọn chị biết chứ. Em có biết bọn này lo cho em thế nào không hả? Sơ Điều tiếp tục ngoan ngoãn nói, em biết sai rồi. Tiểu Kính tức đến nỗi không biết nói gì, em đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn, trong đầu chỉ toàn là yêu với đương. Sơ Điều vẫn không dám nói lại. Tiểu Kính thấy dáng vẻ vừa đáng thương vừa không dám phản bác của cô, muốn tức cũng đều tan hết rồi, trong lòng càng vui vì cô đã thực sự tìm thấy tình yêu của mình, không cần phải lặn lội vào những nơi nguy hiểm nhọc nhằn nữa. Với lại đồng bọn của người yêu cô bây giờ nhìn qua cũng là những người rất dễ ở chung, cô ấy có thể tạm thời không cần lo cô ở đây sẽ bị tủi thân. Tuy nhiên cụ thể như thế nào thì cô ấy vẫn muốn điều tra một chút, dù sao thì vẫn có một số người sống hai mặt. Không những thế, cô ấy cũng chưa gặp được bạn trai của Điều Điều, nếu không phù hợp thì cô ấy sẽ nghĩ cách để thuyết phục Điều Điều đi cùng cô ấy. Lúc này Vi Hào đang ở bên Đông Viện. Anh dựa vào khung cửa, nhìn người đàn ông đang bình tĩnh ngồi trong nhà, vốn dĩ muốn nói gì đó nhưng lời vừa đến miệng liền thay đổi. Anh cố ý nói, vừa nãy đồng đội của cô bé Điều Điều đã đến đây. Nghe nói mấy người họ muốn đi đến thủ đô, qua vài ngày nữa sẽ rời đi, cô bé Điều Điều cũng muốn đi. Anh chỉ nghe nói bọn họ muốn đi thủ đô, còn về phần Điều Điều có đi hay không thì anh không biết. Nhưng đây không phải chuyện quan trọng là Lạc Giả có phản ứng như thế nào đối với chuyện này. Đúng như dự đoán, anh vừa dứt lời, động tác của người đàn ông vốn dĩ còn bình tĩnh hơi chậm lại, ánh mắt cũng rũ xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Theo như lời của mấy người Tiểu Kính nói, ngày ấy bọn họ phát hiện định vị của Sơ Điều trên màn hình theo dõi đã đứng bất động ở một chỗ hơn nửa giờ. Họ cho rằng cô đã gặp nguy hiểm nhưng lại không thấy cô bắn đạn tín hiệu nên vẫn luôn do dự xem có nên đi tìm cô hay không. Đúng vào lúc họ đang quyết định đi tìm cô thì định vị của cô lại bắt đầu di chuyển. Nhưng điều kỳ lạ là thiết bị định vị trên xe và trên ba lô của cô lại không cùng ở một chỗ mà đang tách dần ra xa. Điều này khiến bọn họ càng thêm mơ hồ.
Bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng là ba lô của Sơ Điều đang cách xa khỏi xe của cô, không những thế hai cái định vị còn cách họ ngày càng xa. Điều đó khiến họ tạm thời không biết nên đuổi theo cái nào. Cộng thêm tín hiệu của thiết bị định vị cũng không quá tốt, khi có khi không, bọn họ dằn vặt mãi mới tìm được cổ lâu, sau đó đi theo một cái chấm đỏ để tiến vào khu 1, chỉ là chấm đỏ ấy cuối cùng lại đứng ở tổng bộ nên bọn họ không vào được. Họ không thể không nghĩ sang một biện pháp khác. Cái định vị khác không có tín hiệu đã bị đứt đoạn 2 ngày, ngày thứ 3 mới kết nối được. Tuy nhiên một cái định vị thì xuất hiện ở bên ngoài cổ lâu, cái còn lại thì lại nằm ở bên trong. Mãi đến đêm ngày hôm qua bọn họ mới chặn được xe của Thiệu Cảnh đang trở về từ ngoại ô thành phố. Sau những hiểu lầm và trao đổi ban đầu thì bọn họ cuối cùng cũng biết rõ đầu đuôi sự việc. Ngày đó xe điện của Sơ Điều được một chiến sĩ khác mang đi rồi được vận chuyển về tổng bộ khu 1. Sau đó nó được để ở bãi đậu xe của khu, cái xe điện nhỏ cũng bị bỏ quên từ đó. Về phần thiết bị theo dõi trên ba lô, có lẽ là đã vô tình làm rơi trên xe Thiệu Cảnh, mà hắn ta lại thường xuyên phải ra ngoài làm nhiệm vụ nên sẽ không có vị trí cố định. Muộn mất vài ngày, cuối cùng cũng nghe ngóng được tung tích của Sơ Điều. Thế nên rạng sáng ngày hôm sau bọn họ đã vội chạy đến đây. Sơ Điều cảm thấy vô cùng có lỗi với họ. Nếu như cô không quên mất bọn họ thì chuyện đã không thành như vậy. Mấy người Tiểu Kính cũng không trách cô, đều là sẽ quan tâm quá sẽ bị loạn thế nên mới tức giận như thế. Bây giờ biết cô không có việc gì, còn tìm được người yêu mà cô vẫn luôn tìm kiếm, bọn họ cũng cảm thấy vui mừng thay cô. Tiểu Kính hỏi cô, em quyết định ở lại chỗ này đúng không? Dạ. Sơ Điều nhìn về hướng Đông Viện, ánh mắt rất mềm mại, anh ấy ở nơi này. Tiểu Kính cũng biết rằng câu hỏi của mình là dư thừa nên cô ấy chẳng hề ngạc nhiên về câu trả lời của Sơ Điều. Thật ra thì cô ấy rất muốn biết đến cùng thì người kia là người như thế nào, xứng đáng để cô trả giá nhiều đến vậy sao? Chúng ta sẽ dừng lại ở cổ lâu vài ngày để tiếp tế và nghỉ ngơi, sẽ ở lại khu 1. Nếu em thay đổi ý định thì lúc nào cũng có thể tới tìm bọn chị. Bị tuổi thân cũng có thể đi nói với bọn chị, chúng ta mãi mãi là đồng đội. Tiểu Kính nói. Sơ Điều hiểu cô ấy đang quan tâm mình nên cũng chẳng nói gì thêm, chỉ ôm cô ấy thật mạnh. Vài ngày sau, bọn cô sẽ chia tay ở nơi này. Cô thật sự cảm ơn họ trong suốt quãng đường vừa qua, vì nếu không có họ, có lẽ cô cũng chẳng kiên trì để đi tìm A Dã đến tận bây giờ. Cho dù có kiên trì đi tìm thì cũng chẳng thể tìm được nhanh như thế, khó khăn cũng nhiều hơn. Cô sẽ mãi mãi nhớ kỹ bọn họ, đời này cho dù là ở trời Nam đất Bắc, bọn họ cũng đều rất khó để gặp lại nhau. Mọi người đi đường nhớ phải cẩn thận. Sơ Điều lo lắng nhất là sự an nguy của bọn họ ở trên đường. Tiểu Kính vỗ vỗ vai cô, yên tâm đi. Tụi chị cũng đã lâu không có đi chung với em rồi. Em với mọi người ở nơi này hả? Tiểu Kính nhẹ nhàng nói tránh đi chủ đề nhạy cảm này. Đúng vậy, em ở, Sơ Điều ngừng một chút, vẫn chọn sửa miệng, em ở cùng với chị Tiểu Ngu. Tiểu Kính nhíu mày, rõ ràng là không tin tưởng cô lắm. Cô ấy cố ý trêu ghẹo nói, em không ở với chồng em à? Sơ Điều ra vẻ phục tùng, thầm nói cô cũng rất muốn đấy. Tiểu Kính cũng không hỏi quá sâu mà dùng lời lẽ của người từng trải để dặn cô, không ở cùng nhau cũng tốt, em còn nhỏ như vậy, có một số việc chắc chắn phải đợi đến khi trưởng thành mới được thử. Còn nữa, nhất định phải làm đủ các biện pháp bảo vệ. Sơ Điều đã từng trải một đời, tuổi tâm lý cũng đã 25 tuổi nhưng vẫn bị những lời nói trắng trợn này làm cho đỏ mặt, chuyện như thế này. Thật đúng là khó nói mà. Dù sao thì cô cũng chẳng hề có sức chống cự với Lạc Giả. Giấy chứng nhận tạm trú của mấy người Tiểu Kính ở khu 1 vẫn chưa hoàn thiện, sau khi gặp Sơ Điều để đảm bảo cô vẫn an toàn, bọn họ liền về. Quay trở. Sơ Điều tiễn họ rời đi, đồng ý ngày mai sẽ đến khu 1 để tìm họ, đúng lúc cô vẫn còn để một ít đồ ở chỗ họ. Bởi vì trong lòng đang suy nghĩ nhiều chuyện nên cả buổi sáng Sơ Điều đều trôi qua trong lơ đãng. Ngay cả người cẩu thả như Chu Mạc cũng nhận ra tâm. Trạng cô không ở đây. Chu Mạc nhìn Sơ Điều ngồi một góc đang có vẻ mặt như đi vào cõi thần tiên, liền nhỏ giọng nói với mấy người anh em khác,
điều điều như kia chẳng lẽ là do muốn đi thủ đô. Vậy anh Lạc phải làm sao bây giờ? Hầu Tuấn cốc đầu cậu, chuyện của cậu à, lo làm chuyện của mình đi. Chu Mạc xoa xoa đầu, nhanh nhẹn cầm chổi đi quét rác, khẽ thở dài. Cậu lo là nếu bạn gái của anh Lạc bỏ đi như vậy thì về sau anh Lạc sẽ phải chịu cảnh cô đơn đến hết đời à. Đến trưa lúc ăn cơm thì Lạc Giả và Vi Hào mới rời khỏi Đông Viện. Hai người họ nói chuyện rất lâu, vẻ mặt cả hai đều nghiêm túc. Những người khác chỉ biết là bên phía tổng bộ lại có nhiệm vụ giao cho Lạc Giả, nhưng cụ thể là gì thì chẳng ai biết, trừ hai người họ. Vi Hào phụ trách liên lạc với người bên tổng bộ, anh sẽ trực tiếp báo lại tin tức với Lạc Giả. Lần này cũng vậy, trời vừa sáng anh đã nhận được tin tức truyền đến từ tổng bộ. Sơ điều đang nghĩ đến một số chuyện ở kiếp trước của mình nên không để ý đến tình huống bên hai người họ, chỉ ăn một ít cơm, thậm chí cô còn chẳng nhìn Lạc Giả một cái nào, trong khi mấy ngày nay ngày nào cô cũng bám lấy hắn. Đột nhiên bị ngó lơ, Lạc Giả khẽ cau mày. Sau khi ăn xong Sơ điều cũng không ở lại để xem mấy người bọn họ chơi cờ phi hành, cô chỉ mượn Thôi Ngu một cái bút, sau đó chui vào phòng, không biết là đang làm gì. Những người khác cậu nhìn tôi nhìn cậu, cuối cùng đều đồng loạt nhìn về phía Lạc Giả, thấy ánh mắt hắn vẫn như thường, nhàn nhã ngồi đó uống trà như mọi khi. Xứng đáng bị cô đơn cả đời. Mọi người không hẹn mà cùng âm thầm phỉ nhổ hắn. Thật sự là sốt ruột hộ hắn mà. Không khí có chút nghiêm trọng khiến mọi người chẳng còn tâm trạng chơi đùa. Chu Mạc tùy tiện đổ xúc sắc, trong lòng cứ cảm thấy thiếu thiếu. Thế mà lại nhận ra hôm nay không nhìn thấy đại ca thỏ, cậu biết rõ là con thỏ bảo bối kia của anh Lạc chưa bao giờ rời khỏi anh Lạc. Anh Lạc, sao hôm nay không thấy đại ca thỏ thế ạ? Cậu ta còn muốn xây dựng quan hệ tốt với đại ca thỏ đấy, dù sao thì cũng hiếm khi có con thỏ thông minh như vậy. Lạc Giả khẽ liếc nhìn cánh cửa đóng chặt của căn phòng trên tầng của Đông Viện, không quan tâm nói, chạy rồi. Chạy. Chu Mạc không dám tin nói. Sao có thể chạy được? Rõ ràng là được quan tâm phục vụ ăn uống ngon lành như vậy rồi, sao còn chạy vậy? Lạc Giả thản nhiên nói, đúng vậy, nhóc con vô lương tâm. Đang nói thì cửa trên tầng đột nhiên bật mở, Sơ điều vội vàng chạy xuống lầu. Cô chạy đến trước mặt Lạc Giả, bởi vì chạy quá nhanh nên vẻ mặt cũng hơi hồng hồng. Cô vui vẻ nói với Lạc Giả, A Giả, chúng ta đi khu một đi, anh dẫn em qua đó đi. Lạc Giả nâng mi nhìn cô một cái, rất lâu sau mới buông chén trà rồi chậm rãi đứng dậy, mặc dù hắn không nói gì nhưng vẫn lấy ra chìa khóa xe. Sơ điều kéo cánh tay hắn, thúc giục hắn nhanh lên. Mặt Lạc Giả không thể hiện gì, nhưng nội tâm lại chợt sinh ra sự phản nghịch. Cô càng vội vàng thì hắn càng chậm rãi. Hắn thật lòng không muốn đưa cô đến khu một, nguyên nhân thì chính hắn cũng không rõ ràng. Biết rõ cô sẽ rời đi. Biết cô đi khu một là vì đồng đội cô, trong lòng hắn không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng bực bội. Ngay cả hắn cũng không biết vì sao lại vậy, chỉ cảm thấy cảm xúc rất hỗn loạn. Sơ điều tất nhiên không biết nhưng tâm tư này của hắn, lôi kéo hắn đi về phía nhà xe, nhanh lên nào A Giả. Lạc Giả nhìn vẻ mặt thúc giục của cô, trong lòng càng chán nản, chỉ là hắn không muốn khiến cô thất vọng nên dù không muốn thì hắn cũng không thể từ chối. Dạo này khu một có vẻ bề bộn nhiều việc, vì Lạc Giả đã mở ra một phạm vi mới ở cổ lâu nên bây giờ cổ lâu không chỉ tạm thời thoát khỏi sự rắc rối do biến thể gây ra mà còn mở rộng lãnh thổ. Các thành phố đổ nát ban đầu ở xung quanh cũng đã được hợp vào thành một khu của cổ lâu, quân đồn trú liên tục được điều động đến các khu vực pháp lý mới để xây dựng, lui tới khu một toàn là các loại xe dùng để vận chuyển. Trên xe vận chuyển toàn là các vật phẩm được thu thập từ các thành phố đổ nát. Xe nào cũng đều có vài binh lính áp tải, căn cứ rất quan tâm đến nguồn cung lương thực. Dù sao thì khu một là khu vàng thau lẫn lộn, không có gì đảm bảo rằng sẽ có một số kẻ gian ác bí quá hóa liều liền chạy đến muốn cướp đoạt xe vận chuyển hay không. Sơ điều nhìn một chiếc xe không vận chuyển đồ mà toàn vận chuyển thi thể của biến chủng, nghĩ đến việc cô phải làm liền có chút trục trịch, A Giả. Đống thi thể biến chủng cuối cùng sẽ được vận chuyển về phía tổng bộ à? Lạc Giả cảm thấy kỳ quái với câu hỏi của cô, hắn nói, không phải, đa số sẽ được đốt tại chỗ,
chỉ có một số ít sẽ được mang về căn cứ để cho bộ phận kỹ thuật nghiên cứu. Ánh mắt Sơ Điều bỗng chốc phục sáng, vậy những thi thể không được dùng đến thì chúng ta sẽ được mang đi sao? Lạc Giả càng cảm thấy không hiểu cô đang nghĩ gì, cô cần mấy cái thi thể này làm gì? Những cô gái bình thường đều cảm thấy vô cùng sợ hãi đống biến chủng này, cô lại không giống với những cô gái khác, gan to đến lạ. Hắn vẫn nhớ rõ ngày đó quanh hắn toàn là hài cốt của biến chủng, cô lại có thể không hề e sợ mà chạy về phía hắn. Sơ Điều không lừa gạt hắn, nói ra ý nghĩ của mình, A Giả, anh có nghĩ là việc chống lại biến chủng hiện nay là quá khó đối với con người không? Bởi vì bây giờ súng ống gây ra tổn thương rất nhỏ với biến chủng nên loài người cũng khá khó khăn với việc chống lại chúng. Nếu chúng ta có thể tạo ra vũ khí chống lại biến chủng thì sẽ không cần phải như vậy nữa. Ngón trỏ của Lạc Giả nhẹ nhàng gõ vào tay lái, hắn hỏi cô định làm như thế nào? Chế tạo ra một thứ vũ khí mới có thể dùng để đối phó với biến chủng vẫn đang là một vấn đề khó với bộ kỹ thuật, đến nay vẫn chưa có kết quả. Sơ Điều trả lời, gậy ông đập lưng ông. Lạc Giả hơi kinh ngạc, không cần cô giải thích hắn cũng hiểu ý cô là gì. Gậy ông đập lưng ông thật sự là một biện pháp hiệu quả. Xác của biến chủng còn cứng hơn cả đạn, viên đạn bình thường cơ bản là không thể xuyên qua lớp vỏ bảo vệ của chúng, nhưng nếu dùng chính hài cốt của biến chủng để chế tạo vũ khí vậy thì đó lại là một vấn đề khác. Sơ Điều nói tiếp, em cần chỗ thi thể biến chủng này để làm tài liệu chế tạo vũ khí. Đời trước có người đã vô tình tạo ra một vũ khí từ xương của biến chủng, sau đó liền phát hiện vũ khí dùng hài cốt của biến chủng tạo ra còn sắc bén hơn đao kiếm súng ống. Sau khi trải qua sự cải tạo không ngừng, vũ khí dị năng đã trở thành một sáng tạo mang tính bước ngoặt trong lịch sử ngày tận thế. Dựa theo thời gian đời trước thì vẫn còn hơn một tháng nữa vũ khí dị năng mới được phát hiện và tạo ra. Bây giờ vẫn chưa có ai phát hiện ra có thể sử dụng thi thể của biến chủng. Cô muốn chế tạo ra một ít vũ khí dị năng cho mấy người tiểu kính, vì như vậy thì dù cho cô không làm chỉ huy ở đội của họ, bọn họ vẫn có thể đến được thủ đô mà không lo sẽ gặp phải nguy hiểm. Họ có thể dùng chúng để phòng thân, ngoài ra nó còn là thứ có thể dùng để chống lại biến chủng. Hôm nay cô đã phát thảo ra một ít bản vẽ cải tạo vũ khí. Cô muốn trang bị cho mọi người một loại vũ khí phù hợp với họ. Nhưng đó mới chỉ là những ý tưởng sơ bộ, cụ thể như thế nào thì còn phải xem sự thu hoạch hôm nay của họ. Nguyên liệu chế tác rất dễ kiếm, nhưng người chế tạo vũ khí thì lại rất khó kiếm. Nếu có thể làm ra thì đường đi đến thủ đô sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sơ Điều không nhận ra khi cô nói những lời này, vẻ mặt người đàn ông bên cạnh hơi sầm xuống. Sơ Điều tới khu 1 để tìm người nhưng cũng không phải tìm bọn tiểu kính. Trên thế giới này, những người đã thức tỉnh dị năng rất đông, dị năng càng hoa hòe loè loẹt, mà một ít người có dị năng đặc thù còn không biết chính mình là dị năng giả, năng lực đặc thù không bị khai phá thành ra trở thành một điều bình thường với mọi người. Sơ Điều muốn tìm loại người này, dị năng giả được đời sau gọi là thợ rèn. Nghĩa trên mặt chữ, cái dị năng này là về thiên phú rèn. Dù trước đây bọn họ làm việc gì, có biết rèn hay không, chỉ cần thức tỉnh được thiên phú này thì sẽ tự biết được quy trình rèn, mà bọn họ chính là điểm mấu chốt của việc rèn vũ khí dị biến. Bởi vì người có năng lực rèn không thuộc về bất cứ loại dị năng có tính công kích phòng ngự nào cả, rất dễ bị người sở hữu nó bỏ qua, hơn nữa những loại người như bọn họ hiếm khi có cơ hội tiếp xúc đến các tài liệu về chế tạo vũ khí dị biến thành ra thiên phú mà dị năng cung cấp càng khó có cơ hội khai thác. Mãi cho đến khi vị thợ rèn đầu tiên mèo mù vớ cá ráng chế tạo ra vũ khí thì bọn họ mới bắt đầu được coi trọng, được căn cứ hoặc là hiệp hội nào đó lựa chọn, tập trung bồi dưỡng thợ rèn, trở thành đại sư vũ khí, được người người ngưỡng mộ. Hiện tại còn chưa có kẻ nào phát hiện sự tồn tại của thợ rèn, Sơ Điều cũng chỉ muốn thử xem nhân phẩm của bản thân, một khu dân cư đông đúc không chừng sẽ có một thợ rèn ẩn nấp trong đó thì sao? Đây là lần thứ hai Sơ Điều tới khu 1 của cổ lâu, đường lớn vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ. Có ông chú bụng bia mặc quần áo quan chấp hành lão đảo đi ra từ quán bar, khi ra cửa chân trái còn vướng chân phải ngã sấp mặt, sau đó hùng hùng hổ. Hổ rời đi. Có người của đội tuần tra đang giải quyết một vụ cãi nhau dẫn đến đánh nhau ở đầu phố. Có mấy người phụ nữ trang điểm hoa hòe lộng lẫy lôi kéo khách ở trên phố.
Có bà vợ không hiểu nấu cơm, nấu khoai tây hơi khét liền bị chồng mắng, còn có ngõ nhỏ tối tăm truyền đến âm thanh của cả trai lẫn gái. Sơ Điều chớp chớp mắt, trong mắt dần hiện lên màu đỏ nhạt như máu, lỗ tai nhạy bén vì phải tiếp thu quá nhiều âm thanh ồn ào nên hơi khó chịu, các loại mùi hương kỳ quái chui vào mũi làm cô không nhịn được mà hắt xì một cái. Lúc trước ở khu chính, hoàn cảnh yên tĩnh, dân cư thưa thớt nên cô còn chưa cảm thấy gì, giờ tới phố xá sầm uất ngập tiếng người ồn ào cô mới giật mình phát hiện ra thị giác, thính giác, khứu giác của chính mình đều trở nên cực kỳ nhạy bén. Cô có thể nhìn một vật rõ ràng ở phạm vi ngoài 1.000 mét, có thể nghe được sự biến hóa rất nhỏ của âm thanh ở trong đám người, còn có thể phân biệt được đủ loại mùi hương, ngũ giác đều trở nên cực kỳ nhạy bén. Cô bừng tỉnh, những biến hóa này đều là dị năng giao năng lực cho cô. Có lẽ biến thành con thỏ cũng không phải là dị năng của cô, hoặc là nói, trọng điểm không ở việc biến thành con thỏ. Nhưng cụ thể là cái gì thì cô cũng không biết. Rốt cuộc dị năng này mới xuất hiện lần đầu tiên, cũng không có người nào có thể tham khảo, có thể phát huy năng lực như thế nào còn phải dựa vào chính mình mò ra. Sơ Điều đột nhiên ngừng ở ven đường ngơ ngẩn, một chiếc xe từ bên cạnh đến, Lạc Giả đứng phía sau giật mạnh tay cô, kéo cô vào lòng ngực mình, thân xe chạy sát qua bên người bọn họ. Lạc Giả nghiêm mặt, cúi đầu nhìn người trong lòng ngực mình, giọng điệu không tốt trách mắng, ngẩn người làm gì. Khi xe đi tới Sơ Điều đã phát hiện rồi, nhưng đang định né thì cô thấy được động tác của Lạc Giả, gần như là theo bản năng, cô không động đậy để hắn kéo mình vào trong lòng ngực, dù có bị mắng thì cũng cực kỳ sung sướng. Cô thừa cơ ôm lấy eo hắn, ngửa đầu nhìn lên, cho dù là ở cái góc chết này thì hắn vẫn rất đẹp trai. Cô đột nhiên nhớ tới việc A Giả vẫn luôn được rất nhiều bạn nữ thích, dù là kiếp trước hay kiếp này. Hắn không chỉ mạnh mà còn đẹp trai. Hai thứ này cộng thêm điểm mạnh cho hắn, thành ra dù có tính cách quái gở không dễ ở chung nhưng vẫn có bao người phụ nữ tình nguyện theo đuổi hắn, phải nói là tre già măng mọc. Ấn tượng nhất là cô em gái của thủ trưởng một tòa căn cứ nào đấy, khi bọn họ tiếp viện ở tòa căn cứ kia, chẳng hiểu sao người đó lại vừa mắc Lạc Giả, si mê hắn điên cuồng, thậm chí khi bọn họ rời khỏi căn cứ còn đi theo. Khi đó cô chỉ là một kẻ theo sau đang mặc giày đeo bám Lạc Giả mà thôi. Nhìn cách thức bộc lộ tình cảm để theo đuổi Lạc Giả của người kia, cô còn từng hâm mộ sự dũng cảm và chủ động của cổ. Đồng thời cũng lo lắng nếu như Lạc Giả chấp nhận người kia, bọn họ ở bên nhau thì cô sẽ phải đi nơi nào. Cũng may Lạc Giả cũng không bị tình cảm của người kia đả động, mà người kia chỉ kiên trì được 5 ngày đã không chịu nổi cuộc sống bên ngoài cùng với thái độ lạnh nhạt của Lạc Giả, sau đó cổ được anh trai mình tìm thấy rồi đưa về căn cứ. Sau khi trải qua sự kiện kia, cô mới bắt đầu ý thức được cô có một thứ cảm xúc khác lạ với Lạc Giả. Cô thích Lạc Giả. Vứt cái lư kính ân nhân cứu mạng đi, không liên quan đến việc hắn có thể mang đến che chở cho cô, sự yêu thích này là xuất phát từ trong tim. Cho dù hắn lạnh nhạt đến mức bất cận nhân tình, cho dù tính tình hắn không tốt, thái độ ác liệt thì cô vẫn thích hắn. Nhìn đến những người phụ nữ khác có thể thản nhiên bày tỏ sự xung xoe hâm mộ với hắn, cô lại càng không vui, không muốn hắn ở bên người khác, không hy vọng hắn thích người khác. A Giả tốt như vậy, cô rất 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 thích A Giả. Nhìn cái gì? Phát hiện cô gái nhỏ không chỉ không có một xíu hối hận nào mà còn nhìn chằm chằm chính mình, Lạc Giả cau mày hỏi. Sơ Điều cười ngọt ngào, chân thành nói, anh đẹp. Lạc Giả. Ông nói gà bà nói vịt. Hắn ho nhẹ một tiếng, hơi đẩy cô ra rồi nhìn về phía trước, thản nhiên nói, cô định tìm thợ rèn trong lời của cô như thế nào. Nói đến việc chính, Sơ Điều không trồng cây si nữa, lấy một bao vải từ ba lô ra. Dùng cái này. Cô nói. Cái gì? Đây là nguyên liệu có thể dùng để chế tạo chủy thủ. Sơ Điều mở bao ra, bên trong rõ ràng là một cái xương cậy xuống từ trên người biến chủng, dù chưa mài dũa nhưng đã sắc bén đến mức lóe ra ánh sáng lạnh. Thợ rèn có một loại cảm giác thân thiết bẩm sinh với thi thể của biến chủng, tới gần nguyên liệu rèn sẽ chủ động kích phát ra tiềm năng của bọn họ, thợ rèn sẽ tiến hành thăm dò nguyên liệu một cách vô ý thức. Đến lúc đó dị năng của thợ rèn sẽ phát sinh quan hệ cộng sinh với nguyên liệu, bọn họ có thể đuổi theo độ dao động của dị năng để tìm thợ rèn.
kỳ thật rất lâu trước đây cô đã có ý định chế tạo vũ khí dị biến rồi, chẳng qua là tình hình trước đây của bọn họ rất khó có thể tiếp xúc với thợ rèn. Nguyên liệu này cô đã chuẩn bị rất lâu mà vẫn chưa có cơ hội dùng tới. Những thứ trên người biến chủng không phải cái nào cũng có công dụng, chỉ có bộ phận có giá trị nhất mới có thể rèn vũ khí dị biến thành công, mà này đó đều phải trải qua sự nghiên cứu lâu dài của loài người. Việc tìm thợ rèn chỉ có thể tùy duyên, bọn họ lẫn vào đám người, vừa đi vừa quan sát. Sơ điều chỉ lo cảm nhận miếng xương ngà trong tay, không muốn bỏ lỡ khả năng quan hệ cộng sinh xuất hiện, cô cúi đầu cũng không nhìn đường, lạc giả không thể không kéo cô tới bên cạnh để che chở, miễn cho cô bị người khác va vào. Một khu phố có 4-5 đường, trong đó đại lộ Cẩm Sắc là phồn hoa nhất, nhiều người tập trung nhất. Chỉ tiếc là bọn họ đi từ đầu phố đến cuối phố vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của thợ rèn. Sơ điều có hơi nhục chí, cô còn tưởng là có thể tìm được ở chỗ này, có thể chế tạo được vũ khí dị biến trước khi bọn tiểu kính rời khỏi. Như vậy thì con đường đi tới thủ đô của bọn họ sẽ thêm một tầng bảo vệ rồi. Không có, A Giả, em thật là vô dụng. Sơ điều cảm thấy cực kỳ thất vọng. Trong tiềm thức, lạc giả cũng không muốn giúp cô tìm được cái tên thợ rèn kia, nhưng khi nhìn bộ dạng ủ rũ cục đuôi tự trách của cô, hắn lại không nỡ. Còn có một chỗ cô có thể đến thử xem. Sơ điều ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ chờ mong nhìn hắn, ở nơi nào? Lạc giả hơi hơi nghiêng đầu qua một bên, xóm nghèo. Một khu xóm nghèo tọa lạc ở ngõ nhỏ ngoài đại lộ Cẩm Sắc, dân cư nơi đó đa phần đều là những người thường không có dị năng. Bởi vì dân cư đông đúc khó có thể quản lý nên dần dần nơi này trở thành một nơi hỗn loạn tạp nham, loại người nào cũng có, chuyện nào cũng làm. Cũng vì quá hỗn loạn và nghèo khó nên người ở khu 1 liền gọi nơi này là xóm nghèo. Đồ ăn miễn phí phát cho xóm nghèo mỗi tuần của căn cứ vốn không đủ chắc bụng, những người này không thể không mưu cầu đường ra, nhưng một ít bè lũ xu nịnh hoạt động ngày càng nhiều, cướp đi cướp về, từ đó lại tăng thêm sự hỗn loạn cho nơi này. Những người không phải ở trong xóm nghèo đều không quá thích tới đó, ngay cả những người phụ trách tuần tra trị an ở khu 1 đều không quan tâm đến những việc ở trong đó. Dòng người trên đại lộ Cẩm Sắc đi lại nườm nượp, rất đông nhưng cũng không bằng với số lượng người ở xóm nghèo. Xóm nghèo, Sơ Điều đột nhiên bị hắn đánh thức, ý chí chiến đấu của cô lại cháy lên một lần nữa. Đúng vậy, nếu là thợ rèn thì bọn họ sẽ không biết chính mình là dị năng giả, rất có thể sống ở trong xóm nghèo. Đi, chúng ta đi xóm nghèo. Sơ Điều kéo tay lạc giả muốn đi tới xóm nghèo, nhưng lại không kéo được. Sao vậy? Sơ Điều khó hiểu nhìn về phía người đàn ông đang đứng bất động tại chỗ. Lạc giả thở dài một hơi thật sâu, cô biết xóm nghèo là nơi nào không? Xóm nghèo không phải là xóm nghèo à? Khu 1 cấm tiệt các hành vi vi phạm quy định trong khu, nhưng cũng có một chỗ ngoại lệ, đó chính là xóm nghèo. Nơi đó ngay cả tổng bộ cũng không quản được. Bởi vì không ai quản, cũng không quản được cho nên nơi đó cũng là một nơi ngoài vòng pháp luật. Sau khi đi vào gặp người hay gặp quỷ, bị cướp hay bị giết đều phải dựa vào bản lĩnh của bản thân. Cho dù có chết ở trong đó cũng chỉ được tính là dân cư mất tích, căn cứ sẽ không quan tâm đến tính mạng của những người kia. Nếu cô biết nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm thì còn dám đi không? Nhưng mà Sơ Điều cũng không bị dọa sợ, cô ngẩng đầu nhìn hắn cười, vì có anh ở đây cho nên em mới dám nha. Hắn là người có thể mặt không biến sắc một mình đi vào sào huyệt của biến chủng, xóm nghèo, có gì mà không dám vào. Sơ Điều kéo hắn tay, nhẹ nhàng lay lay, giọng nói mềm nhũn làm nũng, anh sẽ bảo vệ em, phải không? Lạc giả có chút cạn lời, cuối cùng cũng bị cô đánh bại. Nhất định là hắn trúng tà rồi. Nên mới có thể một lần lại một lần dung túng cô, không hề còn chút nguyên tắc nào. Nguyên nhân xóm nghèo được gọi là xóm nghèo không chỉ vì những người sống ở đây đều là những người nghèo, còn là vì hoàn cảnh sống của nơi này, nó không khác gì xóm nghèo cả. Nơi này vốn là một bộ phận của thành, sau thiên tại đại đa số nhà cửa đều bị sụp, nơi nơi đều có tàn tích, nơi đây đối lập rõ rệt với đại lộ Cẩm Sắc. Đường nhỏ hẹp, mấy căn nhà được dựng lên từ mấy mảnh gỗ, rõ ràng là mặt trời mới qua trưa mà nơi đây lại tối đến mức không rõ. Hai người vượt qua khe đất, trèo qua tường vỡ,
cúi đầu xuyên qua lỗ hổng trên tường mới nhìn thấy mấy người già và trẻ nhỏ đói đến mức xanh xao vàng vọt đang ngồi ở trước cửa. Những người này cũng đang nhìn hai kẻ xâm lấn là bọn họ, trong mắt có cảnh giác, có tò mò, có hâm mộ, cũng có tham. Lam. Ở nơi này còn một ít người trẻ tuổi còn có năng lực làm việc, ban ngày họ sẽ đi ra ngoài kiếm sống, nếu may mắn thì có thể kiếm được một bữa cơm. Nhưng những người ở lại xóm nghèo cũng không ít, bọn họ đều đang âm thầm quan sát hai kẻ ăn mặc không hợp với nơi này, Sơ Điều và Lạc Giả. Sơ Điều có thể cảm thấy rõ mình đang bị nhìn trộm, những người đó quen với hoàn cảnh ở xóm nghèo hơn bọn họ, muốn đánh lén bọn họ cũng rất đơn giản, cô theo bản năng nắm chặt Lạc Giả. Lạc Giả nhận thấy cô đang khẩn trương liền nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cẩn thận che chở dẫn cô đi qua phế tích, giọng nói trầm ổn khiến người khác cảm thấy an tâm, đừng sợ, có tôi đây. Sơ Điều đúng là có chút khẩn trương, nhưng không thấy sợ hãi. Kiếp trước bọn họ đã từng trải qua những chuyện còn nguy hiểm hơn nhiều, này cũng không tính cái gì, hơn nữa chỉ cần có hắn, dù là núi đao biển lửa thì cô cũng không thấy sợ.